Thì Dạ trong có em. công thức số 5 số Dạ 6 thì có. thì trong công thức số 5 số 6 này các em bây giờ trong cái phần bài số 2 thì yêu cầu cái gì? Cái đầu tiên. Tìm cái hàm truyền của nó. Tìm hàm truyền giữa điện áp đúng không? Nó vào điện áp, nó ra là dòng điện. Được chưa? Thì ở đây mình chỉ cần lập ra mối quan hệ giữa điện áp và dòng điện thôi. Bằng cách nào? Từ công thức số 5 số 6 bằng cách nào để tìm ra xây dựng được mối quan hệ giữa điện áp là EA và dòng điện IE? Lập tỷ số thôi. Bài số 5 số 6 giờ mình sẽ làm cái gì trước ở giờ công thức số 5 số 6? Công thức số 5 số 6 mình phải biến đổi cái gì đây? Và em để lại comment ở dưới nhá. Ở trên mục trò chuyện. Công thức số 5 số 6. Cái số 5 số 6 là biến đổi Laplace rồi. Thì bây giờ mình để tìm ví dụ trong cái phần này ta tìm hàm truyền. Đó, bây giờ ta tìm hàm truyền là giữa ngõ ngõ vào điện áp, ngõ ra là vị trí. Đúng không? Thì bây giờ ta sẽ lập mối quan hệ giữa là vị trí và điện áp. Thì bây giờ rồi các bước cần làm là gì? Vừa bước 1, bước 2, bước 3. Rồi các bước cần làm gì, các em gõ thử cho thầy coi coi các bước cần làm là gì trong trường hợp này. Rồi các em để lại comment ở trên mục trò chuyện nhé. Đó thì ra bây giờ chúng ta tìm ra muốn ta lập mối quan hệ giữa E và Y, giờ ta tìm cách làm gì? Ta phải khử đi cái theta thôi. Và để khử đi cái theta ở trong cái công thức đó là 5 và 6. Khử đi công thức theta ở trong 5 và 6, vậy ta làm gì? Các bạn nào thấy được không? Minh Quân đúng không? Minh Quân ở đây ý em là sao Quân? Chuyển e cho nó bằng một vế rồi theta cho nó bằng bằng với một vế rồi lấy theta chia với e này Thì ta chia với với e rồi bắt đầu mình rút gọn từ từ. rút gọn người từ đúng không? Viết hàm truyền của e theo v hả? EA đó chính là cái V đó, cái điện áp đó. EA chính là điện áp nó vào đó. Tức là mình sẽ lập mối quan hệ VB là điện áp cảm ứng thì mình không quan tâm nhé. Thì cái việc đầu tiên bước 1 thì ta làm được cái phần biến đổi Laplace rồi, thì các cái bước tiếp theo á thì đây ta sẽ là
theta theo IA. Được chưa? Rồi bước tiếp theo nó làm gì các em? Tiếp theo làm gì tiếp? Hay gì? Hay theta vào công thức 5. Rồi, em thấy chưa? Bước 6. Lập công thức tỷ lệ giữa IA và EA. Được chưa các em? Rồi tụi em thử bắt đầu người ta làm cái phần nó ra giấy đi. Tôi ghi công thức ra giấy rồi xong người ta chụp hình người ta chia sẻ lên nhé, trên Classroom thầy coi nhé. Rồi các em làm thử coi. Làm thử được ở làm câu 2A này nhé. Các em làm theo cái bước những bước thầy hướng dẫn nha. Từ cái bước 3 trên slide này, các em thấy slide chưa? Rồi bạn nào làm ta làm mà xong ta chụp hình ta gửi lên trên Classroom nhé.
Có bạn nào làm được câu 2A này chưa? Ủa Kim, Kim là có đây không? Dạ em nghe thầy ạ. Ở trong cái phần này là em cũng có cái hướng của em đi trong cái bài 2A đi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ở À, đây cái bài đó, cái phần đó em làm sai thầy. Em phần phía sau của bài thì em làm mới làm bắt đầu từ bài 2. với cái này bước này, đây là cái bước mà mình rút ra nè, bước thứ tư nè đúng Dạ. không? Công thức thứ sáu mình rút ra IA ra đúng không? Dạ đúng rồi. Rút IA đó, sau đó mình thế cái này vào công thức số 5. Đó, sau khi thế vào công thức số 5 rồi mình sẽ lập ra mối quan hệ giữa cái dòng điện và cái gì? Và điện áp, tức là dòng điện ở trên nhá. Thôi phần nào. Ở đây này em đảo lại nữa là câu này là câu nào đây? Là 2B thôi. Hai bên moment mình có công thức là gì đây, có thấy đeo Kim, thấy không Kim? Cho thấy ạ. TM bằng gì? Bằng KT nhân với IA. Đó thì ở phía dưới này KT, bây giờ mình nếu mà tìm hiểu mối quan hệ giữa là cái y nè, cái mối quan hệ với cái y nè, thì đây ở đây không phải ha, mình không phải là thế y vô nhá, mình Đúng phải rút rồi. theta ra. Em phải rút theta ra đây, em lập ra mối quan hệ giữa là EA và theta em là không, là chưa chưa đúng nè.
Dạ vâng. Em phải rút, tức là ở đây em phải rút là gì, rút theta em ra theo cái hàm theo y ia, rồi sau đó em thế cái theta vào, công thức số 6 á, công thức Tức số 5. là mình mang theta em qua một bên đúng không thầy? Theta em mình, tức là mình sao đầu tiên là đưa theta em qua công thức số 6 nè, mình rút theta em ra xem theta em bằng gì, các em khác nắm được không, Kim nắm được không? Dạ em đang nghe thầy. Rút cái theta em này ra rồi, rồi sau đó là tính toán theta em bằng, thì theta em nó sẽ là bằng KT chia cho JM nhân với S bình cộng với DM, tức là KT chia cho mở ngoặc JM S bình cộng với DMS đóng ngoặc nhân với IA, thì từ kết quả đó là theta em đó mình thế vào công thức số 5 có cái theta em nè, Được. em thế vào công thức số 5 này, rồi sau đó em sẽ tìm ra mối quan hệ giữa gì, dòng điện và điện áp, nó là câu A, mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp vào câu A. Rồi các em thấy chưa? Dạ rồi thầy. Rồi. Ở đây ta có gì? Ta rút đầu tiên là ta rút á.
ok không được. Các bạn nào làm ra chưa? Đây ta sẽ rút ra được là cái data em của chúng ta nó sẽ bằng là đó, được chưa? Ta thay vào đây ta sẽ là cái hàm, một cái hàm truyền rồi công thức 5 và 6 nè, được chưa? Công thức 5 và 6 rồi chúng ta sẽ công thức thứ 6 ta rút ra được theta.
À, ta rút vào theta S ra. Thì đây ta sẽ thế cái theta S chúng ta vào công thức số 5. Công thức số 7 thế vào công thức số 5. Đó, thế theta. Đó. Thì từ đây ta chỉ lập ra mối quan hệ giữa rồi một ta lập mối quan hệ giữa dòng điện khi nào ngõ ra ta đặt ở bên trên và ngõ vào ta bên dưới. Đây để tìm ra được cái hàm truyền, các em quy đồng mẫu số lên là chúng ta sẽ tìm ra được cái hàm truyền của cái hệ thống với ngõ vào là điện áp, ngõ ra và dòng điện. Rồi các em ở cái phần câu A này các em có thắc mắc gì không? Thầy cho em xem lại cái bước 1 hay mấy bước đầu thầy. Sao bước nào alo bước nào em Dạ là được rồi thầy. thì từ trong cái ví dụ kia ta có được cái phương trình vi phân đúng không, phương trình vi phân về phần nhựa. Đó thì các bước ta cần làm đối với bài động cơ được chưa, áp dụng những cái định luật về về điện chẳng hạn đi, thì trong cái trường hợp này nó có phần động cơ thì có những định luật về điện ha, điện áp, thì áp dụng định luật kiệt chốt về điện áp thì chúng ta sẽ xây dựng được phương trình vi phân thứ nhất, áp dụng định luật hai Newton chúng ta sẽ xây dựng được cái phương trình vi phân thứ hai. Ngoài ra trong động cơ ta sẽ có mối quan hệ như là moment tạo ra của nó sẽ tỷ lệ với dòng điện bằng đại lượng là KT. Rồi cái vận vận tốc, cái điện là đây, cái V đây là cái điện áp cảm ứng ha. Điện áp cảm ứng của chúng ta nó sẽ bằng là KP. Đó là một cái hằng số nhân với cái vận tốc của động cơ. Đó, vận tốc của động cơ đây là cái đạo hàm của vị trí. Đạo hàm của vị trí. Thì biến đổi nắp lát thì lúc này anh em sẽ có biến đổi lắp ráp của cái công thức vi phân thứ nhất và thứ hai, thì lần lượt biến đổi thì chúng ta sẽ có cái công thức này. Và từ đây giả sử như thầy tìm muốn tìm ra cái hàm truyền giữa cái vị trí và điện áp, ngõ vào là điện áp và ngõ ra là vị trí, thì lập mối quan hệ giữa là theta MS và EA EAS. Thì này thì có công thức này. Bây giờ trong trường hợp mà thầy muốn là tìm cái hàm truyền của dòng điện và điện áp thì cũng từ công thức là 5 và 6. Thầy thực hiện cái phép biến đổi là từ công thức số 6. Thầy rút cái theta M này ra. Thì khi mà rút cái theta M này ra, theta MS này ra thì nó sẽ bằng với một cái hàm này liên quan tới dòng điện IA. Từ công thức số 7 thầy thế vào trong công thức số 5 thì thành từ công thức số 5 này có phải là đây là công thức số 5 đúng không các em? Các bạn nào theo dõi kịp không? Từ công thức này bắt đầu thầy rút IS ra. À, thầy rút IS ra. Và cuối cùng chúng ta sẽ có lập mối, tức là ta lập tỷ lệ giữa là dòng điện và điện áp. Ở đây chúng ta phải quy đồng nó lên nhá, các em phải quy đồng nó lên để em đưa ra dưới cái dạng phân số. Các bạn nào đã quy đồng xong có kết quả cho thầy coi được không? Có ai làm xong rồi?
Rồi Huy thấy cái phần mình làm với phần của thầy là có gì khác không? Alo, anh Huy có đây không? À, em rút là IA đúng không? Đó, giờ ta đối chiếu lại không? Đó, thì ở đây bạn rút ra IA ra à. Thì đó thì đây đây cách của Huy làm ha. Rồi đây cách của thầy thì làm từng bước step by step ha. Cuối cùng cái kết quả nó sẽ ra. Nhưng mà cái phần của Huy này là vẫn chưa xong em nhé, nha Huy. Alo, cái phần này em gặp phải là Huy đồng cái phần là dưới mẫu này nha Huy. Alo Huy. Dạ em nghe thầy. Là quy động lên Ừ, lên tự luôn rồi. quy đồng lên là đưa lên tử, có phần thành thành tử và hình mẫu thì nó mới xong được nha. Dạ. Thầy Ừ, thầy mình cái phần mà KB nhìn KT em nhìn S á, em rút S ra được không thầy? Em chia. được được rút ghép được. Dạ rồi. Dạ em cảm ơn. Rút ghép đây. Ừ, đó thì cuối cùng kết quả của thầy tính hồi sau nó cũng ra như em nè. Dạ. Nhưng mà mình đi từng bước một nha. Đi từng bước một. Rồi các bạn khác có câu hỏi gì liên quan này không, nắm được chưa? Làm tiếp cô B thầy. Câu B mình có gì, là gì đây, câu B là gì? À, cái này không phải là gì nha. Bảo, cái này không phải như mày nha Bảo. Alo Bảo, có đó không Bảo? Tại nãy em đọc chữ tỷ lệ giữa nên em lộn. Ừ, ngó vào ở dưới mẫu nha, ngó ra ở Dạ. trên tử nha. Các em lưu ý ha, trường hợp như vậy là để ngó vào ở trên tử và ngó ra dưới mẫu, như vậy là cái hàm truyền là mình bị sai. Hàm truyền của chúng ta bị sai đó, phải đổi ngược lại. Rồi cô B thì sao các em? Cô B thì sao? Có ai gợi ý thầy là cách làm cô B không? Ở đây Hiệp cũng phải quy đồng lên nha Hiệp. Dạ, vâng ạ. Em phải quy đồng lên nha. Công thức vậy Dạ vẫn chưa dạ. xong nha. Dạ vâng.
Rồi câu số 2. Tìm hàm truyền giữa ngõ vào là điện áp, ngõ ra là moment. Thì cái này sao các em? Có bạn nào gợi ý thầy được không? Có ai gợi ý thầy được không? Nào trường hợp nếu mà thầy ghi luôn cho kết quả cuối cùng của này luôn ha. Chưa, các em thấy kết quả chưa? Mình có cái gì đây? Theo công thức ở trên nãy mình có cái gì? Mình có bây giờ ta xây dựng cái hàm truyền ha. Bằng cái gì các em? Quay lại công thức này. Ta có moment bằng gì? Kt nhân với Ia không này. KT với IA. Thì ở đây ta có gì? Ở đây có phải là nó sẽ bằng là KT phải công thức nào không em? Qua hai cái công thức nó là y y nhỏ gì, cái này y lớn nó cũng giống nhau hả thầy? Đúng rồi, nó là hằng số mà. À dạ, em thấy nó viết khác nhau, em tưởng là hai cái khác nhau. Trong biến đổi Laplace thì hằng số nên nhân một cái hàm, nó có sự nó không đổi mà em. Được chưa? Rồi các bạn khác, vậy nó bằng cái gì?
Rồi, kết quả cô B là như vậy. Rồi, các bạn nào có thắc mắc gì không? Đó, ok. KT như mấy G1. Rồi, các bạn nào có thắc mắc ở ví dụ đây là đáp án của câu ha. Đó. Câu 2. Câu 2B. Câu 2A và câu 2B. Rồi câu 2C mình làm như thế nào? Câu 2C là gì em? Tìm mối quan hệ giữa vận tốc, giữa điện áp và vận tốc. Bây giờ nó là gì? Có bạn nào gợi ý thầy được không? Cho mở mic máy cho nhanh nhé. Lấy vận tốc chia điện áp thôi. Đúng rồi, lấy vận tốc chia điện áp, vậy thì cái hàm truyền nó như thế nào? Cái hàm truyền nó sẽ như thế nào đây? Rồi, ta có là cái vận tốc của ta ha. Bên miền S thì nó sẽ là omega, omega S. Đó, thì nó tương đương với là tương đương với bên miền thời gian. Rồi chúng ta có công thức ha, ta lưu ý là có omega s bằng s nhân với theta ms, nó tương bởi vì nó tương đương bên miền thời gian của chúng ta là có omega t, nó sẽ bằng là đạo hàm của cái góc quay theo thời gian. Vậy thì bây giờ cái hàm truyền của cái hàm truyền của cái vận tốc theo cái điện điện áp nó sẽ là như thế nào các em? Có bạn nào biết được thầy được không? Thì nó sẽ bằng cái gì? Mở mic nói cho nhanh nhé.
ai nói thầy biết được không? Dạ bây giờ mình thế data data em ở công thức số 7 vào WT à, vào WS. Sau đó là mình áp dụng hàm tuyển là ra thôi thầy. À, ở đây ta có gì đây? À, ok, đó là một cách. Ngoài ra mình có công thức số 7 này đúng không? À, mình Dạ đúng rồi. có công thức số 7 gì đây? Đó chính là cái vị trí đúng không? Hàm tuyển của vị trí theo điện áp có vàng. Thì ở đây các em chỉ cần là S nhân với gì đây? À, nhân với ví dụ như trường hợp mà mình chia cho bằng S nhân với rồi được chưa? Rồi các em có thắc mắc gì về trong câu số 2 nữa không? Câu số 2 thầy giải thích như vậy thì các em đã nắm được chưa? Tất cả các em, những ai đã nắm được rồi thì em giơ tay thì xem thử. Số 3 là nó kêu vận tốc, còn em chưa hiểu Sao em? cái mà output đó này. À rồi, những bạn nào ok. Rồi ai chưa hiểu mình giơ tay thầy thử đi. Ai chưa hiểu? Ai chưa hiểu phần 2 2A giơ tay lên. Phần 2A ha. Phần 2A chưa hiểu giơ tay lên. Rồi, các em chưa hiểu chỗ nào? À, Long chưa hiểu nào Long? Quân chưa hiểu nào Quân? 2A. Câu 2A em chưa hiểu chỗ nào? Không có thầy hiểu thầy mà nãy giơ tay nó còn lưu lại nãy này. À, sang thì sao? 2A có nắm được Dạ được không? Rồi, 2B. 2B có ai có câu hỏi nào không? Quang sao Quang? À, Hà. Có hai xế rồi. Câu 2C đúng không? Rồi câu 2C các em đang vướng chỗ nào? Output này em không biết công thức nó ở đâu. Output nào câu nào? Công thức Câu này. Câu này đúng không? C. Dạ Rồi, đầu tiên là mình có cái vận tốc có phải là bằng đạo hàm của vị trí không? Em. Vận tốc có phải bằng đạo hàm của vị trí không? đúng rồi Thì ở đây có phải khi mình biến đổi nắp lát đúng không?
mình biến đổi nắp lát thì có phải nó cái thằng là vận tốc theo biến s thì nó sẽ bằng là s nhân với theta m ms không? Lắp lại đúng rồi. Đó, rồi còn vậy là em còn thắc mắc cái nào nữa? Vậy thôi. Hả? Ok, còn còn ai có thắc mắc câu này? Rồi. Thầy ơi, ừ. Câu 2B cái chỗ TMS ở đâu ra vậy? Rồi, TMS ở đâu ra? Rồi, ở đây từ công thức này ha. Ta sẽ có moment tạo ra động cơ nó sẽ tỷ lệ với dòng điện theo một cái hằng số, đó là công thức số 3. Thì cái này trong môn em học môn gì về điện chưa? Giờ em đang học môn điện điện tử. À rồi đó thì giờ trong cái phần mà liên quan tới động cơ nó sẽ có cái công thức này, Thầy ơi, vậy mà lúc lúc mà đi thi người ta có cho công thức không hay là mình phải tự tự biết này? đó thì ở đây giả sử như khi phân tích động cơ thì những công thức vi phân của động cơ nó là sẽ là công thức cơ bản ha, là những công thức cơ bản. Thì có thể là lúc mà mình thi thì sẽ có một cái thầy sẽ hỏi lại chỗ với một số thầy cô khác mình dạy cái môn này để xem coi chúng ta sẽ có thể là có một cái một mặt giấy A4 để ghi những công thức cơ bản vô hay không ha. Dạ, em cảm ơn thầy. Ừ. Rồi các em còn câu hỏi gì khác không? Bài ba, mình làm bài ba thầy ơi. Bài ba đúng không? Vậy câu hai này các em còn câu hỏi gì nữa không? Mẹ xong không? Clear clear chưa? Clear hết rồi đúng không? Rồi, câu số 3. Rồi, câu số 3 này thì sao? Đó, thì ở đây mình sẽ tìm ra mối quan hệ giữa dòng điện. Thì ở đây mình chỉ ghi đơn giản là mình chỉ ghi ra trong cái câu 3 này, các em ghi ra cho thầy nó là cái ngó vào điện áp rồi dòng điện, giả sử như là cái dòng điện IL nè, cái dòng điện IL này sẽ bằng là tổng của là IR cộng với IC. Đó, ở đây chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta xem coi là cái việc mà tính ra những cái công thức, tìm cái công thức dùng ta dùng cái định luật về dòng điện nhé, kiểm chốt về dòng điện để chúng ta làm. Thì ở đây ta sẽ có nè, IR nó sẽ bằng là tức là IR thì sẽ bằng là UC đúng không? UC chia cho R. Nhưng mà ở đây ta có thể tính bằng cái công thức UC, ở đây nó chính bằng là U trừ cho UL. Rồi sau đó là ta ở đây ta cố gắng ta tìm ra mối quan hệ giữa là cái U và cái I thôi. Đó, với ngõ ra là dòng điện, ngõ vào là điện áp. Thì em áp dụng cái định luật Kirchhoff 1 và cái định luật Kirchhoff 2 là có thể làm được. Thầy có công thức của Riskov công thức đó không thầy? Thì về dòng điện
Định lập chuyển chốt về dòng điện đã có là IL xét ở cái nút này, em thấy cái nút nào à, em chờ thêm một chút nhé. Rồi thầy sẽ gửi cho tụi các em cái định luật Kirchhoff về dòng điện. Thì các em đọc trong cái bài giảng đọc thêm ha. Đọc thêm cái bài giảng về tự động á, về bài giảng điều khiển tự động của thầy Hùng á. Thầy có gửi cho các em ở trên cái Classroom này. Rồi các em vào này ha, trong này nó sẽ có một vài cái công thức liên quan tới cái sơ đồ mạch điện, thì các em coi ở trong này nhé. Được không các em? Này, ở trong đó nó sẽ có những cái tài liệu này ha. Các em mở ra, ví dụ trong chương số 1, là chương số 2. Đây. Em vào về đang đọc thêm ở trong này nhé. Alo. Dạ, dạ, dạ. Tài liệu không mở xem được thầy, với lại không tải được luôn. Hả? Tài liệu không tải được hả? Dạ, anh dạng nén thì nên à rồi ok thì các em gặp khó khăn gì các em phải nói thì biết tải được đó thông ơi, cái đó em phải mở tab mới tải được. Các em gặp khó khăn gì trong quá trình mà phải nói thì biết là thầy mới biết đó. Thầy cứ mặc định là thầy úp đó là mọi cái là thầy đã biết được, thì nghĩ là các em làm được cái đó là đó, thì gửi qua cái Zalo cho các em rồi nha. Đó, thì ở đây nhá, ở trên lớp này thầy sẽ dạy cho các em về những cái một số cái ví dụ ha, để có thể để hiểu và làm hiểu hơn về cách thực hiện nó, thì các em đọc trong cái tài liệu thầy gửi cho các em đó. Ngoài ra chúng ta mà có thời gian nữa chúng ta tìm một cái đường link nè, trước tiên là đọc của cái tài liệu của thầy Hùng trước đi.
Đó, ngoài ra trong phần giáo trình của thầy Hoàng nữa cũng có sẽ đề cập tới cái phần này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn vô đây nên vô trong phần này. Phần ở đây chúng ta đang tìm hiểu ở phần chương số 2 mà mô hình toán học của hệ liên tục. Đó, chúng ta sẽ đưa đến chúng ta tìm hiểu. Thì ở trong quyển sách này nó đã có trình bày khá là chi tiết rồi, đó thầy không có nói lại đây nhé. Cái phần bài tập số 3 thầy không trình bày ở đây nhé em nhé. Các em về các em đọc trong bài số 3 nhé. Được không? Dạ được thầy. Đó, thì ở đây nó có các công thức, các bước làm ra như thế nào rồi. Thì cái việc là các em đọc, các em làm rồi sau đó các em hỏi thầy là tại sao nó là như tức là phải, ví dụ bây giờ mà thầy làm thầy giải hết cho các em á thì coi như là cái đó là kiến thức của thầy thôi. Và ở đây các em về các em đọc về có cái thắc mắc gì các em có thể để lại ở trên cái Zalo hoặc là chúng ta để lên Classroom ha. Đó, thầy sẽ giải đáp các cái thắc mắc, tốt nhất chúng ta đăng các cái thắc mắc của chúng ta để ở trên Classroom nha, để trên Classroom rồi sau đó là thầy trả lời cho các em cũng như là các bạn luôn. Ta nhìn ở trên đó ta sẽ thấy được. Ví dụ như ở trên này nó còn có một số cái phần khác nữa. Động cơ nè, động cơ trong này cũng đề cập tới ha. Đó thì chúng ta có thể đọc thêm ở trong này. Rồi, các em muốn tìm hiểu về cái có phần bài số 4 liên quan tới lưu lượng ha. Thì đây có bộ nước đây. Em vào trong này em đọc thêm nha. Vì thầy tất cả các tài liệu này trong này là khi mà thầy chuẩn bị soạn bài giảng thầy dựa vào hai cái giáo trình thứ nhất là của thầy Huỳnh Thế Hoàng với cô Nguyễn Thị Phương Hòa. Những bước trước thầy có giới thiệu với em rồi đó. Và cái thứ hai nữa là trong các cái bài tập sẽ được lấy ra ở trong cái phần của thầy Hùng này ha. Thì các em theo dõi nha. Thì về chúng ta đọc có gì thắc mắc thì chúng ta lên lớp thì đặt câu hỏi cho thầy, thầy sẽ giải đáp cho các em. Nhà là bữa trước mình chưa xem được cái tài liệu mà thầy gửi lên đúng không? Đúng rồi, để tải lại rồi. Ừ rồi, giả sử bữa sau mà gặp những gì khó khăn trong cái việc mà xem tài liệu hay tải tài liệu thì đặt câu hỏi liền ngay cho thầy nhé. Dạ vâng ạ. Đó, rồi trong cái phần bài tập về nhà vậy thì các em ok. Cái phần mà mặt điện thì xem ở trong sách này, phần về lưu lượng cũng xem ở trong sách, là có ví dụ rồi, các em xem cái này nhé. Bây giờ nói qua cái bài số 5, tức là các em đã làm được cái bài số 5 rồi, thì cái bài số 5 nó các em có thắc mắc gì không? Thì thấy có một số em đã làm được bài số 5. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cái bài số 5 đi. Tập trung vào cái bài số 5. Thì các em có thắc mắc gì liên quan tới cái bài số 5 hay không? Rồi, trong bài số 5 này có thắc mắc gì hay không? Các em có gặp khó khăn gì trong việc làm bài số 5 này không? Cái này có đáp án để mình dò lại không thầy? Có em. Thì cái phần bài tập này được thầy lấy ra từ trong cái quyển chương số 2 nha. Dạ dạ. Trong cái chương số 2 đó. Rồi, còn có hỏi gì liên quan tới bài này không? Ủa thầy ơi, mình có cách nào dùng MATLAB dò đáp án không thầy? Thầy sẽ gửi cho em cái phần chương trình liên quan tới cái
các em về cái phần chương trình ha, liên quan tới việc sử dụng MATLAB nhé. Thực ra cái phần đó là sẽ liên quan tới cái phần trong cái phần thực tập về hệ thống điều khiển tự động các em sẽ học á, thì sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng MATLAB. Ok, thầy sẽ gửi cho các em cái phần liên quan tới cách sử dụng một số chương trình trong MATLAB để làm. Thì sau bữa nay thầy sẽ upload lên cho các em nhé. Rồi còn câu hỏi gì khác nữa không? Em làm còn hơi chậm á thầy. Thầy có chỉ cho em từng bước cho nó nhanh cái phần này em thầy. Sao em? Em không biết lên làm từ cái bước nào trước á, chị chuyển bộ tổng hay là cái gì á thầy. À bữa trước thì thầy có cái em coi video thầy tuần trước chưa? Đã rồi. Rồi. Thì ở đây ha, mình xem những cái ví dụ của thầy hướng dẫn rồi các em cho em đó, cho các em ở trên cái phần bài giảng đó. Thì ở đây cái này làm á, thì tùy vào cái kinh nghiệm của cái phương pháp ta biến đổi cái đơn giản bằng cái sơ đồ khối này á, phương pháp là đại số sơ đồ khối này nó phụ thuộc vào kinh nghiệm ha, kinh nghiệm của cái người mà thực hiện. Thì đối với thầy, thầy sẽ có cái kinh nghiệm tức là biến đổi có thể là biến đổi bộ tổng hay là một ngõ ra của bộ tổng, hoặc là có những người họ sẽ thực hiện những cái phép biến đổi khác nhau. Thì đối với em, những người mới bắt đầu á, thì trong phần này trong cái phần này thì em thể các em thể đưa cho em là các cái bài toán nâng cao. Thì ở trong này có những cái bài toán đơn giản nè, em có thấy không? Dạ thấy à. Mình làm những cái bài toán đơn giản này trước nhé, mình coi cái bài giảng của thầy rồi sau làm những bài toán đơn giản này đó, làm những bài này, bài này tìm ra những từ những đề mình tìm để mình làm quen với nó đi. Đó, sau khi mà đã làm quen xong rồi mình mới bắt đầu là mình thực hiện những cái mô hình này phức tạp này. Đó thì đây cũng là một cái bài trong cái phần mà thầy cho các em đây. Đó. Thì trong cái phần video mà trước thầy ghi thì có hướng dẫn cho các em hai cái ví dụ thì phải. Hai cái ví dụ bằng phép mà biến đổi cái bằng cái phương pháp đại số, thì các em coi lại xem lại ha, cái video mà thầy đã, tức là cái bài giảng mà tuần trước là thầy đã ghi hình lại rồi đó, có cái phần mà liên quan tới cái phép biến đổi đại số sơ đồ khối, thì các em xem từng cái ví dụ đó rồi sau đó em cố gắng em áp dụng vào trong cái những cái bài tập này. Đó. Thì trường hợp giả sử như em mà đây, em có thể xem những video nè, thầy có ghi lại phần bài giảng này ha, thầy trình bày tức là trình bày cho khoảng 12 phút thôi. Em vào cái này nha, trong cái tuần số 3 nhé, cái này video của cái bài hôm bữa trước là thầy trình bày. Và đây là video của cái phần mà biến đổi cái sơ đồ khối phần 1 và phần 2. Đó, em vào đây em xem. Thì ở trong này thì có trình bày về một số cái ví dụ để mình tiến hành mình biến đổi cái ở đây thì để có thể làm được cái phép biến đổi sơ đồ cái sơ đồ khối bằng cái phương pháp đại số sơ đồ khối, thì cái việc các em là cần phải làm các cái bài tập đó, các em làm rồi sau đó các em gặp khó khăn các em thảo luận với nhau hoặc là thảo luận với thầy, đặt câu hỏi lên. Thì chứ bây giờ nhà thầy mình cái bước, những cái bước biến đổi nó chỉ có nhiêu đó thôi, ta cố gắng ta đưa các cái thì đầu tiên ha. Đó, ta cố gắng ta đưa những cái hàm cái sơ đồ khối của chúng ta về những cái dạng đó là như thế này, những dạng nối tiếp, song song, hồi tiếp âm hoặc là hồi tiếp dương. Đó, tìm cách đưa đơn giản cái hệ của chúng ta về những ba cái sơ đồ này
Đối, bốn sơ đồ này nối tiếp song song hồi tiếp âm và hồi tiếp dương đó, tìm cách để đưa nó về. Rồi ở đây ha, trong cái phương pháp là đại số sơ đồ khối thì lúc này ta sẽ có những cái phép biến đổi giữa các cái nút với khối đó, từ cái nút ở phía trước ra phía sau các nhánh này, nút và các nhánh này ở phía trước ra phía sau đó, thì nó sẽ có những cái hàm tương đương, những hàm truyền tương đương như thế này, hoặc là từ phía sau ra phía trước thì chúng ta sẽ thay thế bằng những khối hàm truyền tương đương đó. Ta lưu ý khối tổng ta di chuyển ra phía sau một cái hàm truyền, hoặc là khối tổng ta di chuyển ở đây lấy tổng là ta di chuyển ra phía trước của cái hàm truyền, thì lúc này ta có những cái các cái hàm truyền nó sẽ thay đổi đó, hoặc là sự hoán đổi vị trí giữa các khối tổng với nhau, hoặc là mình tách các khối tổng ra. Ở đây một số cái phần chúng ta không thể thực hiện được trong cái phép biến đổi cái đại số sơ đồ khối đó, mình không thể thực hiện được. Thì những cái bước biến đổi cơ bản này á, thì để mình sau là mình đưa từ cái hệ phức tạp này nè, các em biến đổi cuối cùng nó về những cái hệ đơn giản. Em có nhìn thấy cái hình ở bên này không, bên phải không? Ok, Khánh thắc mắc đúng không? Đó thì cái hình ở bên phải này mình sẽ thấy nè, cái này là nó khi ta thực hiện một số cái phép biến đổi thì nó sẽ ra một cái bộ song song, một cái bộ hồi tiếp âm. Khánh nắm được chưa? Dạ hiểu ạ. Tức là mình biến đổi giữa, tức là vị trí giữa các cái khối cộng trừ, hoặc là các cái nhánh nó ra, hoặc là với cái khối với cái khối biến đổi làm sao cho nó về được những cái cấu trúc cơ bản, đó là song song, nối tiếp, hồi tiếp, âm dương. Đó, mục tiêu mình làm như vậy thôi. Đó, tức là cái đó là cái thực hiện cái phép biến đổi, không biết là tụi em thực hiện như thế nào, nhưng mà làm sao cho mình đưa nó về được những dạng đơn giản như thế này. Rồi sau đó mình áp dụng những công thức đơn giản để mình làm. Đó. Hoặc là trong cái sơ đồ này thì tại sao người ta phải chuyển các cái nút này đi? Đó, chuyển các nút đi thì người ta cố gắng người ta thay đổi, hoán đổi vị trí giữa các nút này để người ta đưa về những cái dạng nào song song, hồi tiếp âm, song song hồi tiếp âm, hoặc là nối tiếp, rồi hồi tiếp âm và hồi tiếp âm. Rồi Khánh nó nắm được chưa? Dạ dạ. Cái lý do người ta tại sao nó sau khi thực hiện các cái phép biến đổi nè, người ta đưa về song song nè, đưa về nối tiếp nè. Sau khi mà biến đổi xong á, ta đưa về cấu trúc là hồi tiếp âm, rồi ta sẽ làm nữa, nó cuối cùng nó về hồi tiếp âm. Đó, thì cái phép biến đổi đại số sơ đồ khối nó sẽ là như vậy. Rồi các em có thắc mắc gì về cái phần thầy đã trình bày ở chương 2 vừa rồi không? Em thấy cái đại số sơ đồ khối này nó dựa vô kinh nghiệm nhiều hơn thầy kinh nghiệm làm. Đúng rồi, đây. Đó, thầy có trình bày cho em là một cái nhược điểm của cái đại số sơ đồ khối. Chính xác rồi ha, em nhận định là chính xác. Rồi các em có thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ giải lao khoảng khoảng 10 phút ha. Khoảng 10 phút là chúng ta sẽ bắt đầu qua cái phần tiếp theo của cái chương số 2.
À, chương số 2 chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo chương số 2 thì ta sẽ tìm hiểu về cái sơ đồ dòng tín hiệu để mình khắc phục được cái nhược điểm của cái đại số sơ đồ khối trong cái việc tìm ra cái sơ đồ tương đương. Còn các em ở đây là dịch vaccine hết chưa? Mới dịch mũi 1 hả? Dạ. Có bạn nào dịch mũi 2 xong chưa? Dạ chưa. Thầy tiêm mũi 2 chưa thầy? À chưa em, thầy đang chờ. Ở vậy là lớp chúng ta là các em là ở dưới quê, đang ở dưới quê hết đúng không? Đang ở nhà hết đúng không? Đâu có ai ở trên thành phố này hả? Có ai bị kẹt ở thành phố này không? Dạ nhà em ở thành phố rồi. À em ở Bình Dương à. À. Hầu hết các em làm học cơ điện tử hết, có em nào trong thuộc ngành cơ điện tử không? Dạ em chơi tàu máy. À chơi rồi. Còn bạn nào ngành khác không? Thank you.
Tức là trong quá trình mà các em học mà gặp có gì khó khăn đó, thì các em phải nhanh chóng feedback cho thầy biết nhé, phản hồi cho thầy biết. Chứ trường hợp vừa rồi chúng ta không download được một số cái tài liệu, chúng ta không nói thầy biết là thầy cũng không biết cách để thao gỡ cho các em. Dù để ta có thể hiểu hiểu được sâu hơn về cái lĩnh vực cái phần điều khiển này á, thì các em có thể tìm hiểu và chúng ta xây dựng một cái mô hình động cơ DC thôi. Mô hình động cơ DC là cả đơn giản thôi. Mình có cần phải tìm hiểu thêm tài liệu về mạch điện không? Như hồi giờ bên lab thầy ở Hàn Quốc hồi trước là cũng có một số bạn bên qua lab thì là ở cơ điện tử ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, thì thấy là kiến thức về cơ khá là cứng ha. Sau đó các anh đó là cũng học thêm về về phần điện nữa, biết thêm về phần điện nữa, nó hiểu sâu rất là sâu về các cái vấn đề. Thì ở dù bên ở đây giả sử như mình và các bạn nào muốn tìm hiểu thêm mà xây dựng ra những cái mô hình động cơ mà đơn giản đó, để chúng ta có thể tìm hiểu một chút về điều khiển, thì các em có thể xem cái mô hình này ha. Còn thì đây là mô hình của một nhóm sinh viên thầy cho làm đồ án môn học lập trình ở trên MATLAB ha. Đó, thì các em nếu mà chúng ta có cơ hội á thì chúng ta xem mà chúng ta xây dựng cái test ben này. Đó. Đây là các bạn tiến hành lập trình trực tiếp ở trên MATLAB luôn. Lúc đó là các bạn này sẽ khảo sát được cái bộ điều khiển DD trực tiếp ở trên MATLAB. Thì cái ứng dụng của cái mô hình này nó thì nó sẽ giúp cho chúng ta là dễ dàng tìm hiểu về cái bộ điều khiển DD. Thì đó, cái mô hình này cho vừa chạy áp luôn ha, thay đổi các cái thông số của điều khiển ở trên đó. Gracias.
Rồi bên ở đây một phần alo thì lưu ý là các em là về nhà chúng ta làm lại chúng ta làm lại cái phần tuần bài tập trong tuần số 3 này nhé, theo những gì mà thầy đã góp ý đó. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em cái phần mà chúng ta làm cho cái mô hình động cơ, về các em đọc thêm tài liệu liên quan tới cái mạch điện, cũng như là chúng ta đọc thêm tài liệu liên quan tới cái bồn nước, chúng ta làm lại cho đầy đủ. Những bạn nào đã làm những cái phần bài số 1 hoặc là bài số 5 rồi, giờ ta bổ sung thêm những cái bài như là số 2, số 3 và số 4. Rồi những bạn nào mà hiện tại vẫn đang gặp khó khăn á, trong chưa làm thì chúng ta cố gắng ta hoàn thành cái phần bài tập trong cái tuần số 3. Chứ nếu không là chúng ta dồn cái số lượng bài tập đó. Vì trong cái phần điều khiển này chúng ta phải làm bài tập ha. Cái điều bắt buộc chúng ta cần phải làm bài tập thì chúng ta mới hiểu được cái bản chất của cái vấn đề được. Và khi mà chúng ta làm bài tập chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề khó khăn. Đó thì từ dựa vấn đề khó khăn đó thì các em có thể là trao đổi với các bạn ở trong lớp với nhau để cùng nhau giải quyết các cái vấn đề đó. Và cố gắng là teamwork ha. Rồi sau đó lên đặt câu hỏi, thầy hy vọng là các em đặt càng nhiều câu hỏi cho thầy là càng tốt. Bởi vì cái gì mà chúng ta mới bắt đầu vào cái ngành, vào cái lĩnh vực về điều khiển đó, chắc chắn là nó sẽ rất là khó. Chắc chắn là khó. Nếu chỉ có việc chúng ta giờ có thể là thầy có thể nói cho các em các cái hệ thống ngoài thực tế nó hoạt động như thế nào, nếu em nghe thì ok, các em interesting, thích thú. Nhưng mà để có thể mình ở đây mình học phần, bởi vì mình đã học phần về lý thuyết, do ta cần phải hiểu về cái bản chất ở bên trong nó hoạt động như thế nào. Giả sử như thầy có thể cũng nói về cái sơ đồ hàm truyền, thầy lấy một cái mô hình ngoài thực tế cho các em làm. Nhưng mà ngoài thực tế nó làm nó khá là đơn giản. Ở đây chúng ta làm lý thuyết để sau này có cơ hội chúng ta sẽ thực hiện những cái mô hình phức tạp hơn. Đó. Chứ không phải là chúng ta coi những cái có cái phần hướng dẫn giải có sẵn rồi chúng ta cứ thế chúng ta follow theo thì lúc đó chúng ta sẽ bị giới hạn. Ở việc chúng ta cố gắng ta về chúng ta làm bài tập, không được cố gắng không có bỏ bài tập nhé. Thì trong cái bài trong các cái bài tập thì xem đó. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy là có một số bạn đã làm, một số bạn vẫn còn một vài nhiều bạn là chưa làm ha. Thì khi mà các em không có làm các bài tập này á, thì để càng ngày á, thì chúng ta bởi vì khối lượng kiến thức của bên lĩnh vực điều khiển đó, càng về tuần sau khối lượng nó càng nhiều, các em phải làm qua một lần. Giả sử chuẩn bị tới cái lúc mà kiểm tra chẳng hạn, thầy có review lại cho các em thì các em đã làm qua một lần rồi, và khi mà chúng ta bắt đầu kiểm tra ta có review, ta có ôn lại một lần nữa thì ta làm lại lần thứ hai, thì lúc đó là chúng ta sẽ có thể nhớ rõ hơn nha, nhớ rõ hơn. Chứ mà trường hợp mà các em chưa chờ tới nước tới chân mới nhảy á, nếu chân mới nhảy thì lúc đó ta chỉ học cái môn điều khiển này học cho vui thôi. Và đừng có nghĩ học chỉ có điểm đủ đầu là được. Bởi vì cái lĩnh vực điều khiển này nó bao trùm khá là nhiều bên lĩnh vực cơ của các em á, thì khi mà chúng ta có thể áp dụng cái phần mà mô hình toán mà cái mô hình hóa hệ thống để chúng ta phân tích hệ thống, và trong ngoài ra đang dùng nó để chúng ta thiết kế nữa. Nó khá là quan trọng ha. Nếu mà chúng ta sau này chúng ta càng làm chúng ta có những kiến thức background này, chúng ta nắm được á, thì có thể sau này nó đi xa được. Đó, cố gắng. Ở đây có là đó trong bài tuần số 1. Đó, thì ở đây có 34 bạn, thì trong cái bài tuần số 2 mình có 35, vẫn còn 12 bạn chưa làm. Chúng ta cố gắng ta làm như thầy. Rồi ví dụ trước tiên là làm như thầy là cái bài số 3 này các em cố gắng hoàn thành trước. Rồi sau đó tới các cái bài số 2 này chúng ta chia ra, bài số 1 thì có, chúng ta phải cố gắng, bài nào chưa thì cố gắng ta hoàn thành.
tức là chia ra đừng có không phải nhất thiết là phải bắt đầu chúng ta, tức là ta bắt buộc là chúng ta phải trong tuần này chúng ta xong ha. Đó, những phần này các em cố gắng ta làm, còn cái phần bài số 3 có thể nộp lại nhé, update lại thầy. Thì cái phiên bản mà update rồi các em ghi là ngày update của em là bao nhiêu nhé, ngày các em update có thể là để một phiên bản cũ và tải thêm một cái bản mới lên. Đó, cái bản mới lên thì em ghi là cái ngày các em gửi lên là bao nhiêu để cho thầy biết. Là mình nộp thêm một file đúng không thầy? Ừ đúng rồi, thì các em làm chưa có ai làm đủ hết đúng không? Có ai làm đủ chưa? Dạ, còn thiếu một file. Ừ, bây giờ làm rồi sau đó là cái, gửi cái file mới lên. Trong cái file mới nó gồm tất cả từ 1 tới 5. Cho làm bài tập lại nha thầy. Ừ, thầy sẽ cho các em nộp lại cái phần đó, nộp tiếp. Có làm đủ cũng xài tùm lum. Ừ, thì chỉnh sửa lại. Được chưa? Các em chỉnh sửa lại theo những gì mà thầy đã góp ý rồi. Vì chúng ta đang học là học lấy kiến thức chứ không phải, tức là điểm thì chắc chắn là cái điều bắt buộc rồi, nhưng mà chúng ta học cái môn này ta lấy kiến thức ha. Đó, chúng ta mà cố gắng làm sao chúng ta hoàn thành cái phần bài tập. Đó, các cái phần bài tập gặp khó khăn thì chúng ta đặt câu hỏi, thầy sẽ tạo nên group Zalo cho các em, là các em phải chủ động, thầy đâu có ngăn cấm gì các em trong vấn đề về chúng ta đặt câu hỏi trên group Zalo đâu. Thoải mái đặt câu hỏi trên group Zalo ha. Có khó khăn thì em cứ trao đổi ở trên đó. Còn chỉ có cái việc thi là thầy không thích là cái hành vi gian lận thôi. Ví dụ ở bên Hàn Quốc, khi mà thầy học tiến sĩ á, là các bạn bên Hàn Quốc học đại học hoặc là thầy canh thi á, học đại học á, hoặc là học cao học á, tức là các bạn đó nó sẽ có những cái giờ ra vào, giờ vào thi người ta vào đúng 5 phút thì sẽ có rất là nhiều người ra, tức là những người đó họ làm không được họ ra luôn. Rồi những cái ai mà ngồi lại là những người chắc chắn nó sẽ làm được. Đó. Thì nó là như vậy. Còn ở đây thì để tạo cơ hội cho các em là tạo group trong quá trình các cái bài tập về nhà có khó khăn gì đó trao đổi, thì đây trao đổi trực tiếp ở trên group Zalo hoặc là Classroom, thảo luận với cách giải quyết vấn đề là như thế nào, cố gắng ta thảo luận trực tiếp ở trên đó. Rồi lúc mà bắt đầu mà thầy cho những bài kiểm tra mà để bài kiểm tra quá trình á, thì nó không thảo luận nữa, không thảo luận nữa, chúng ta làm bằng năng lực của chúng ta. Cái đó là tới cái lúc mà chúng ta phải cố gắng ta chứng minh được cái năng lực chúng ta hiểu như thế nào tại cái thời điểm đó. Còn cái khúc này vẫn chưa, không cần phải ăn thua ha. Như ai làm được rồi chúng ta có thể hướng dẫn cho các bạn khác làm, thì thầy khuyến khích trong cái giai đoạn này. À, khi nào tới phần kiểm tra, các cái phần kiểm tra thì chúng ta cần phải là có cái sự công bằng ở trong phần đánh giá, phần kiểm tra. Còn bây giờ thì cứ thoải mái chia sẻ. Thầy hy vọng là chúng ta, ví dụ chúng ta có trong quá trình chúng ta làm cái bài vừa rồi gặp những khó khăn nào, các em phải đặt câu hỏi sớm hơn cho thầy, đặt câu hỏi sớm hơn cho thầy ở trên cái Zalo đó để rút kinh nghiệm nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sơ đồ tiếp theo, đó phương pháp tiếp theo đó là phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu ha. Thì như đã đề cập ở trong cái phần nhận xét ở bên trên đó, thì cái phương pháp đại số sơ đồ khối ấy, thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào cái kinh nghiệm của cái người thực hiện nó. Thì ở đây chúng ta muốn tìm ra một cái công thức nó có tính chất là hệ thống. Thì ở đây ta có, sẽ đầu tiên là ta có cái sơ đồ khối của hệ thống này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chúng ta đưa nó trở về thành những cái sơ đồ dòng tín hiệu. Thì ở trên cái sơ đồ dòng tín hiệu thì nó được định nghĩa ở đây nó gồm là một mạng gồm các nút và nhánh. Thì nút ở đây là các cái, là một điểm biểu diễn tải biến hay là tín hiệu trong hệ thống, tức là tải biến hay là tín hiệu trong hệ thống. Thì đây ta sẽ thấy ha, những cái nút này, đây nó chính là những cái nút, nút tương ứng với tín hiệu nó ngõ vào. Okay, ngoài ra nó sẽ có cái biến, nó là sai số, ở đây là cái nút. Rồi ngõ ra ở đây chúng ta, đó, ngõ ra của chúng ta ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ có tín hiệu ngõ ra, thật ra là cái IOS nè. IOS này có thể đặt ở đây cũng được và ở đây cũng được. Đó. Thì tương ứng với giả sử như hồi tôi thấy nè, cái này, cái đường này nó, cái hàm của chúng ta sau đó ta đặt lên các cái thông trọng số ở trên này. Và ra những cái nhánh, nhánh ở đây là những cái đường nối trực tiếp giữa hai nút. Trên mỗi nhánh nó sẽ có cái ghi mũi tên
chỉ chiều của tín hiệu và ghi các cái hàm truyền cho biết mối quan hệ giữa tín hiệu ở hai nút đó. Thì giả sử hai nút này nó mối quan hệ như thế nào, giả sử tại nút này nút vị trí này so với cái nút E này nó mối quan hệ như thế nào, thì trên cái sơ đồ khối ta thấy nó ra của chúng ta IUS và với so với cái nút E này nó có mối quan hệ nó cái này nó phải là bị nhầm đây ha. Đó. Ta sửa này một chút, đây là thế này HS. Thì đây bởi vì nó là vào ngõ trừ do nó là trừ HS. Đó. Thì đây ta sẽ có nút nguồn. Ở đây trong các nút ha, trong hệ thống có rất là nhiều nút, ta có quy định cái nút nguồn. Nút nguồn là chỉ có các nhánh hướng ra. Đó, thì đấy nè, cái nút là RS này, nó chỉ có cái nhánh hướng ra, mũi tên hướng ra thôi. Hoặc là nút đích thì nút là chỉ có các cái nhánh hướng vào, đó đây là hướng đích của chúng ta. Nút hỗn hợp là nút có thể là các nhánh ra và nhánh vào, ví dụ tại đây là những nút hỗn hợp nè, đó. Thì ở đây ta sẽ có đường tiến trong cái sơ đồ dòng tín hiệu, ta sẽ định nghĩa một số cái ha. Thứ nhất là đường tiến. Đường tiến ở đây là cái đường gồm các cái nhánh liên tiếp, liên tiếp có cùng hướng tín hiệu từ nút nguồn cho tới nút đích và chỉ qua mỗi nút một lần. Ở trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có là đường tiến từ nút nguồn tới nút đích qua mỗi nút một lần. Rồi, độ lợi của cái đường tiến là tích của các hàm truyền của các nhánh trên đường tiến. Đó, tích độ lợi của nó ha, thì nó sẽ bằng là 1 nhân với GS nhân với 1, nó chính là GS đối với cái đường tiến này. Còn cái vòng kín là đường khép kín gồm các nhánh liên tiếp có cùng hướng tín hiệu và chỉ qua mỗi nút một lần. Đó, đây chính là cái vòng kín của chúng ta. Cái vòng kín của chúng ta nó tạo ra một cái vòng khép kín và nó qua mỗi nút một lần. Thì độ lợi của vòng kín nó là tích của các hàm truyền của các nhánh trên vòng kín đó. Vậy thì cái độ lợi của cái vòng kín này là bằng bao nhiêu? Bao nhiêu các em? Độ lợi của cái vòng kín ở hình ở phía dưới này nè, nó là gì? Các em ghi vào trong cái mục trò chuyện cho thầy được không? Bằng tích ha, nó sẽ là bằng tích của các hàm truyền. Nó không có E nha em, cái ES của chúng ta nó chỉ là cái nút thôi nha Đức. Alo Đức. Chúng ta không có cái ES này nha Đức. Ta chỉ có những cái hàm truyền này thôi. Dù trên cái hệ thống của chúng ta ES ở đây chính là cái biến nha. Em lưu ý ES ở đây chúng ta là biến. Và chúng ta ở đây các cái hàm truyền trong cái hệ thống này nó chỉ có là GS, HS hoặc là trên đây là 1, 1 vậy thôi. Đó, ta phải lưu ý cái vấn đề đó. Và cái như H khi mà viết á thì các em chỉ cần viết là đó, các em biết rồi thôi ha.
GS H trừ GS nhân với HS không cần phải sao chấm hay giữa nha các em. Khi mà trình bày cái công thức á, các em ghi là GS nhân HS như thầy viết thôi. Thế là cái độ lợi của nó là trừ GS nhân với HS. Đó, chúng ta lưu ý trên cái sơ đồ dòng tín hiệu của chúng ta, cái điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta cần phải là xác định các cái nút xác định các cái nút xong rồi mình sẽ xác định coi là mình chuyển đổi nó thành những cái nhánh ha, những cái nhánh và cũng như là vẽ đưa các cái hàm truyền ở trên các cái nhánh đó. Sau khi đã đưa ra cái hàm truyền ở trên cái nhánh đó rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ xác định đường tiến, độ lợi đường tiến, rồi đó sau xác định là cái vòng kín, rồi chúng ta xác định là cái độ lợi vòng kín đó. Trong cái biến đổi tìm cái sơ đồ tương đương bằng cái phương pháp sơ đồ dòng tín hiệu thì chúng ta lưu ý các cái bước như vậy. Tí nữa thầy đi vào thầy phân tích cái ví dụ á thì các em có thể xem ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái công thức Maxson, thì cái hàm truyền tương đương đó, thì sau khi chúng ta đã đưa cái hàm truyền của chúng ta về cái dạng là sơ đồ dòng tín hiệu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức là Maxson để chúng ta là tìm ra cái hàm truyền của hệ thống. Thì cái hàm truyền tương đương từ nút nguồn đến nút đích của hệ thống tự động biểu diễn bằng cái sơ đồ dòng tín hiệu được tính bởi công thức đó chính là bằng G. G đây là GS đó, là hàm truyền của hệ thống đó, thì sẽ bằng 1 chia cho delta tổng của delta K nhân với là BK. Thì trong đó ta có BK là gì? BK ở đây nó là độ lợi của đường tiến thứ K từ nút nguồn tới nút đích đang xét đó. Đó là lý do tại sao mà nãy giờ chúng ta cần phải xác định đường tiến, cần phải xác định độ lợi của đường tiến. Delta K là định thức của sơ đồ dòng tín hiệu, thì delta K nó sẽ được tính bằng cái công thức như ở bên dưới đó. Delta K, delta thì nó sẽ bằng là cái delta đầu tiên, cái delta của chúng ta nó sẽ bằng là 1 trừ cho tổng của LI rồi cộng với tổng của LIZ cộng trừ cho tổng của LI, LZ và LK cộng chấm chấm chấm. Thì cái ý nghĩa của cái delta này coi ha, trong đó ta có tổng của cái LI, nó là tổng của các độ lợi vòng của các vòng kín có trong sơ đồ dòng tín hiệu. Tức là mình xác định trên cái sơ đồ khối của chúng ta, sau khi đã đưa qua cái sơ đồ dòng tín hiệu, nó có bao nhiêu cái vòng kín thì độ lợi của mỗi vòng kín là bao nhiêu, sau đó là ta tính tổng của các cái vòng độ lợi vòng kín nó lại, đó chính là cái tổng này. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có cái phép, nó là tổng của EZ với LI nhân với LZ là tổng các tích độ lợi vòng của hai vòng không dính nhau. Tức là khi mà chúng ta xác định ra các cái vòng kín ở trong sơ đồ dòng tín hiệu thì chúng ta sẽ xem ha, những cái sơ đồ nào mà nó không dính nhau thì chúng ta sẽ tính nhân tích nó, đó, tính tích của nó. Và tương tự với cái trường hợp là tổng của EZ và K thì mình sẽ có LI, LZ và LK. Thì ở đây là tổng tích độ lợi vòng của ba vòng không dính nhau. Đó, ba vòng không dính nhau. Thì đây delta K là gì? Delta K đó là định thức con của sơ đồ dòng tín hiệu, với delta K được rút ra từ delta bằng cách là bỏ đi các vòng kín có liên quan tới đường tiến BK. À, đó. Như chúng ta xác định trong hệ thống ta có hai đường tiến, thì lúc này ta sẽ có bao nhiêu cái có hai đường tiến vậy? Theo các em ta sẽ có bao nhiêu cái delta này? Nếu chúng ta có hai đường tiến vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu cái delta? Delta K có bao nhiêu delta K? K sẽ bằng từ còn các bạn khác thì sao? Cái K này sẽ bằng mấy? Nếu mà có hai đường tiến ha, có hai đường tiến thì cái delta K được tính từ delta đó,
tính delta bằng cách bỏ đi các vòng kín có liên quan tới đường tiến BK. Trường hợp ta có hai đường tiến thứ nhất, đường tiến thứ hai, vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là delta 1 và delta 2. Delta 1 là chúng ta sẽ gồm có, tức là nó chính là delta bỏ đi những cái vòng kín liên quan tới đường tiến thứ nhất. Delta 2 đó chính là gì? Delta khi ta bỏ đi những cái vòng kín nó liên quan tới đường tiến số 2. Đó, lưu ý ha. Đó, công thức Maxson là nãy giờ thầy định nghĩa cho các em rồi. Và chúng ta sẽ đi thử qua một vài cái ví dụ để chúng ta có thể nắm được cái cách sử dụng cái phương pháp Maxson cũng là sôi rồi dòng tín hiệu để chúng ta tìm ra các cái hàm truyền. Thì ở đây đầu tiên chúng ta hãy đi vào cái ví dụ số 1. Thì trong cái ví dụ số 1 này ha, chúng ta đã có cái sơ đồ dòng tín hiệu, ta cho cái sơ đồ sẵn trên sơ đồ dòng tín hiệu luôn. Đó. Thì trong cái sơ đồ dòng tín hiệu này người ta đã cho chúng ta là các cái nút nút đích và nút nguồn và các cái nút trung gian cũng như là các cái độ lợi giữa ở trên các nhánh đã có sẵn rồi. Đó, thì bây giờ điều đầu tiên chúng ta cần làm là gì các em? Bước thứ nhất chúng ta cần làm là gì? Là chúng ta còn phải là xác định xem trong cái sơ đồ dòng tín hiệu của chúng ta có bao nhiêu đường tiến. Ở đây ta sẽ có là đường tiến thứ nhất, đó là B1, đường tiến thứ nhất, và nó bắt đầu từ nguồn tới đích đi qua mỗi nút một lần. Được chưa? Rồi đường tiến thứ hai, đường tiến thứ hai từ nguồn tới đích đi qua mỗi nút một lần. Đường tiến thứ ba, các em có theo kịp không? Kịp. Đó, đường tiến thứ ba này có phải là nó sẽ bằng G1, G2, G7 và 1 đúng không? Thì công thức độ lợi nè, mình kiểm chứng lại cái đường tiến số 2, G1, G6, G4, G5 và 1. Đó, đây là độ lợi nó. Đường tiến thứ nhất, G1, G2, G3, G4, G5 và 1. Rồi, ok chưa? Thầy, thầy cho em hỏi là nếu mà làm kiểm tra là mình ghi đến G5 là được hay là mình phải ghi thêm cái 1 nữa? Từ từ ha, tí nữa mình sẽ xem nha. Mình coi cách tính này như thế nào, quan trọng là mình hiểu cái này, còn cái vấn đề kiểm tra thì tính sau. Có nắm được cái cách mà xác định đường tiến và độ lợi đường tiến chưa? Rồi, các em đã xác định được, đã nắm được cái phần mà xác định được đường tiến và các độ lợi đó chưa? Dạ rồi thầy ơi. Còn cái chữ H2 là cái gì thầy? H2 đây nó chính là hàm truyền thôi. Tất cả những cái này là hàm truyền hết ha. G1, G2, G3, G4, G5 nó chính là hàm truyền hết. G6, G7 là hàm truyền, H1, H2 là hàm truyền thôi. Rồi sau khi mà chúng ta đã xác định đường tiến, bắt đầu ta kiểm tra xác định nơi vòng kín. Ta có những cái vòng kín nào? Vòng kín thứ nhất, độ lợi của nó G4 trừ G4 H1. Vòng kín thứ hai, đó, ở đây nè, trừ G2, trừ G2 nè, rồi G7 nè, H2 nè. Vòng kín thứ ba, vòng kín thứ ba trừ G6, G4, G5, H2. Vòng kín thứ tư, trừ G2, G3, G4, G5 và trừ H2. Được chưa? Đó, ta làm cái phần sơ đồ dòng tín hiệu, nó có bước step by step đàng hoàng nha. Rồi bắt đầu ta tính cái định thức delta của chúng ta.
Đó, tính định thức cái delta của chúng ta thì đầu tiên nó là tổng của tất cả các cái vòng kín, rồi cái thứ hai đó là tổng của rất là tích tổng của các tích hai vòng kín không có giao nhau. Thì em xem ha, cái vòng kín L1 và L2 L1 đây ha, L1 chính là G4 và H1, L2 chính là G2, G7 và H2, nó có giao nhau không? Nó không giao nhau đúng không? Nó kiểm chứng L1 với L3 em thấy nó có giao nhau không? Dạ có, giao nhau với G4. Rồi giao nhau G4 đúng không? Rồi L1 với L4 có giao nhau không? Có thì cũng G4 luôn. À thế là dựa vào đâu em biết là có giao nhau là G4? Dựa vào cái công thức của cái vòng kính. À dựa vào độ lợi của vòng kính đúng không? Đó, không cần phải nhìn vào cái phần mà liên quan tới hình học ở trên này nữa. Khi mà các em đã biết được cái sơ đồ vòng kính này rồi thì các em có thể biết được à so sánh giữa các cái độ lợi bên trong này đối chiếu với nhau thì chúng ta sẽ thấy được là cái vòng kín này nó có bao nhau hay không. Vậy thì nó có tích của ba vòng kín không giao nhau có không em? Có tích của ba vòng kín không giao nhau không? Thì em nghĩ là không. Có thôi. À, có là vòng nào em? Vòng nào? Vòng nào? L1, L2, L3. Rồi L1, L1 với L2 là không có giao nhau rồi đúng không? À, L2 với L3 có giao nhau không? Ồ, H, hai cái H2 có tính không ta? Có tính hết em. À thế coi như em chưa nói gì thầy. Đó thì mình nhìn đi ha. Mình nhìn nè, nếu mình nhìn ở đây ha. G2, G7, H2, nó là L2. G2, G2 gì nữa? Ê, phải, G6, G4, G5, H2. Thì thấy là nó gặp nhau nó giao H2 đúng không? Vậy là ở đây nó chỉ có là hai vòng kín ha, có một cái là tích của hai vòng kín không giao nhau thôi. Ủa sao sau khi kín trừ vậy thầy? Hả? Sao vòng kín ghi là trừ G4H1 lại đâu có dấu trừ vậy thầy? Rồi bạn nào giải thích cho thầy được không? Tại sao có trừ G4, trừ G2 và trừ G6 và trừ G2 trong các cái L1, L2, L3, L4 được không? Dạ tại vì có tiếp không này. Có tiếp không. À. Bởi vì sao? Đây nè, cái độ lợi của cái nhánh này nè, nhánh hồi tiếp mình thấy gì không? À, nó có dấu trừ ở đây ha. Đó, có dấu trừ, có dấu trừ ở đây. Đó, bởi vì nó chính là có dấu trừ đó, khi mà ta nhân vào nó nhân sẽ nhân cả dấu luôn thì nó sẽ có dấu trừ ở đó. Em nắm được chưa? Rồi em. Hỏi các bạn nào còn chưa clear phần này không? Rồi rõ rồi đúng không? Đó, có cái vấn đề về chưa nắm được phải đặt câu hỏi ngay lập tức. Rồi các cái định thức còn. Ở đây ta sẽ có mấy ca đây? Mấy delta k? Các em, chúng ta sẽ có mấy delta k? Chúng ta có bao nhiêu đường tiến? Dạ, 3 đường tiến. Vậy có bao nhiêu delta k? Dạ, 3 delta k. Rồi, coi ha. Có 3 delta k. Đường tiến thứ nhất, bỏ đi các cái vòng kín liên quan tới đường tiến thứ nhất. Đường tiến thứ nhất là gì? G1, G2, G3, G4, G5. Thì ở đây thấy là cái L1, L2, L3, L4 đều có liên quan tới đường tiến thứ nhất.
Rồi đường tiến thứ hai g1, g6, g4, g5 thì em thấy là cái l1 cũng liên quan tới g4, l2 tiên liên quan tới mấy, liên quan tới cái gì, l2 có liên quan tới cái nào không? L2 không có, không có. Có liên quan tới cái nào? G2 liên quan tới l4. Rồi ta xem thử ha, L2 có liên quan tới cái đường tiến không nha, đường tiến thứ hai nha. Tí mình coi thử nha. Rồi L3 sao, L3 có liên quan đường tiến thứ hai không? T2 liên quan không? À, chắc chắn có rồi đúng không? L3 nè, cái L3 B2 này chắc bởi vì nó có là G6, G4, G5. Rồi cái L4 này có liên quan không? Chắc chắn có luôn, có G4 và G5. Rồi cái P, cái ở đây ta sẽ có là B3 nè, cái đường tiến thứ ba nó có liên quan tới nó có liên quan tới L1 không? Nó liên quan tới L2 không? À, không có liên quan đúng không? Rồi có liên quan tới L2 đúng không? Có liên quan tới L3 không? Dạ không rồi. Không rồi. Rồi, rồi có liên quan tới L4 không? Có. Rồi chúng ta coi kết quả. Rồi tại sao ra cái này? Ví dụ trong cái L2 ha, à, cái L2 tức là nó sẽ dính hết tất cả. Trong cái L2 nếu mà cái delta 2 á, theo delta 2 nó bằng 1 thì nó sẽ dính hết tất cả. Tất cả các cái vòng kín. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây nó xét luôn cái nút nha. Xét luôn cái nút nha các em. Những cái nút đó ở đây thấy là chỉ có cái delta 3, tức là ở đây ta sẽ có là cái đường tiến số 3 thì nó sẽ không liên quan tới vòng kín số 1. Rồi ta quay lại ta xét ở đây ta có thể thấy là trong cái B2 nè, cái B2 và cái gì đây, B2 và cái L2 đúng không, đang éo cái B2 và L2 nó không có liên quan đến nhau đúng không em? P2 với L1 liên quan, P2 với L3 có liên quan và P2 với L4 có liên quan. Vậy tại sao P2 và L2 nó lại bị xem là có, nó có liên quan tới cái gì? Các bạn nào đây? Có liên quan tới cái nút tiếp điểm. À, nó liên quan tới cái nút tiếp điểm, nó là nút ở đây đúng không? Cái nút tại vị trí này đúng không? Và các em có thấy nút tại vị trí này không? Thấy rồi. Đó, bởi vì cái nút này nó liên quan, do đó là coi như cái delta 2 nó chỉ có số 1 thôi, tức là không tất cả các cái vòng kín này đều liên quan tới đường tiến số 2 hết. Tương tự như là trong cái đường tiến số 3 và các cái vòng kín để mình xác định do cái delta 3. Thì trong cái này nè, ta nhìn là xem cái đường tiến số 3 nè, bụp đây. Rồi. Đây này. Thì lúc này ta thấy là chỉ có mỗi cái vòng kín này thôi. Là nó không liên quan. Được chưa các em? Đó chính vì vậy mà ở đây mình sẽ có là delta 1 bằng 1, delta 2 bằng 1 và delta 3 là bằng trừ L1. Rồi, có câu hỏi nào? Có câu hỏi nào cần đặt ra cho thầy? Tới khúc này các em đã có nắm được không? Hay là vẫn chưa? Bắt đầu lùng bùng rồi. Thầy nói là nghe chỗ cái nút này. À, sao? Nút là sao? Em muốn cần thầy giải thích gì? Dạ nghe cái chỗ mà nó dính cái nút đó, em chưa hiểu. À trong cái delta đúng không? Trong delta k nè. Mình quay lại cho thầy là cái phần liên quan tới cái câu cuối cùng, cái câu cuối cùng là ta nói là delta k được tính từ delta bằng cách bỏ đi ha.
các cái vòng kín, tức là mình cho các cái vòng kín, mình cho cái vòng kín mà nó có liên quan tới đường tiến BK là bằng không, cứ bỏ đi tức là cho nó bằng không đó. Đó thì ta sẽ có được cái delta K. Bây giờ chúng ta là trong cái ví dụ của chúng ta đây, ta có là ba đường tiến. Thì bởi vì chúng ta là có ba đường tiến, do đó là chúng ta sẽ có ba cái delta. Cái delta thứ nhất mình sẽ tìm dựa vào cái công thức này. Đó, delta thứ nhất đối với cái đường tiến đầu tiên thì ở đây nó sẽ liên quan hết tất cả các cái vòng kín. Do đó là chúng ta cho L1, L2, L3, L4 rồi nó bằng không hết. Thì lúc này ta delta 1 là bằng 1. Rồi, cái đường tiến số 2. Cái đường tiến số 2 đi thế nào em? Đây đúng không? Vòng lên trên này đúng không? Đường tiến số 2 đi thế nào? Là nó vòng xuống H1 rồi đi ra. Nó vòng xuống đây. Rồi đi ra. Rồi ở trong này á thì mình sẽ có được những cái vòng, những cái vòng kín. Vòng kín 1. Rồi vòng kín 2 là cái gì các em? Vòng kín 2 R4 với H trừ H1. Và còn vòng kín 3 là thế nào? Vòng kín 3 là thế nào em? R trừ H2 R2 R3, R4 trừ H2, G2, G3, G4, G5 đúng không? Dạ đúng rồi. Và cái đường cuối cùng là cái gì? Là cái vòng này đúng không? G1, G3, G4, G5, H2. Đó, thì thấy nè, cái đường số 1 hầu hết nó đường số 1 và cái đường số 2 nó đều đi qua cái nút này. Yeah. Đường số 1 và đường số 2 đi qua những cái nút này. Và nút này. Thì khi mà đi qua những cái nút này đó thì thấy là nó đều giao với vòng kín tại các cái nút. Ha. Tất cả các vòng kín nó đều đi qua, mình sẽ có những cái nút đó là cái vòng kín là L2, L3 và L2, L3 và L4 đều đi qua cái nút này. Đó, và những nút này thì này ta có thể xác định được là nó sẽ giao với là đường tiến 1 và đường tiến 2. Đối với cái đường tiến số 3 cái đường tiến số 3 đi như thế nào? Đường tiến số 3 đi như thế này thì nó có giao với, nó sẽ giao với cái L2, L3 và L4, nhưng mà nó lại không giao với L1. Đó, chính vì vậy ta sẽ có là công thức delta 3 nó là như thế này. Đó. Thì ở đây mình tức là phải làm bài tập nha. Cái phần ở đây thầy chỉ nói cho các em nghe là mình nắm cơ bản, mình nắm được cái bước cơ bản nó đã. Và trong quá trình mình làm đó mình phải làm ha, phải làm. Rồi trong quá trình mình làm là mình sẽ thấy được à lý do nó là như vậy. Bây giờ mình có thể là làm lại cái ví dụ của thầy nè.
em có thể xem là anh ta làm lại ví dụ thầy từng bước từng bước từng bước từng bước một thì các em mới nắm được. Đó, giờ cái hàm truyền tương đương thì ta áp dụng cái công thức Maxson thôi, là 1 trên delta. Đó, rồi nó ta sẽ tương ứng với là P1 nhân với delta 1, P2 cộng với P2 nhân với delta 2 cộng với P3 nhân với delta 3. Vậy là xong. Thầy cho em hỏi lại sao cái delta và cái cuối cùng mình cộng là 1 với là 2 thầy? Sao em hỏi lại vậy? Cho em hỏi lại cái công thức delta thầy, mà tại ngay ở cuối cùng sao mình cộng là 1 với là 2 thầy? À, tại sao mình cộng với là 1 là 2 hả? Bạn nào giải thích thầy được không? Có ai giải thích thầy tại sao cái delta nó có là 1 là 2 không? Cái này là cộng cho tổng này là cộng cho tích hai vòng kính không dính nhau. À, tích của hai vòng kính không dính nhau. Đúng rồi. Vậy em hiểu rồi thầy. Đây nè, em thấy công thức tổng quát này không? Dạ, yeah, em thấy à. Đó, thì từ đây ta sẽ tìm ra thế lần lượt, ta chỉ cần thế các cái độ lợi vào. Thì lúc này ta sẽ tìm ra được cái hàm truyền tương đương của hệ thống. Đó, cái hệ thống của ta rất là phức tạp ha. Step by step ta làm chúng ta sẽ tìm ra được cái này. Rồi, đó là cái ví dụ thứ nhất. Chúng ta qua cái ví dụ thứ hai. Đó, ví dụ thứ hai bữa trước chúng ta đã làm cái sự biến đổi cái sơ đồ biến đổi áp dụng phương pháp đại số sơ đồ khối chúng ta làm. Thì đây chúng ta sẽ đưa tất cả này về cái sơ đồ dòng tín hiệu. Ta gom tất cả cái khối cộng này lại. À, khối cộng ta gom lại với nhau. Đó, ta gom khối cộng với nhau. Ta gom này. Ở đây ta sẽ không thể nào gom khối cộng với cái nhánh này thành một nhé. Đó, không thể gom được. Thì ở đây ta bắt đầu nè. Từ cái R nè, nút nguồn, nút đích. Thì từ cái nút nguồn tới khối tổng này ta có độ lợi là 1. Được chưa? Rồi bắt đầu ta có là từ cái khối tổng này nè, nó tới cái nút mà gộp của hai khối tổng này thành một á, thì nó chính là G1. Rồi tiếp tục nó tới đâu? Ở đây thì ta sẽ thấy nè, bắt đầu nó sẽ tới cái số 5. Cái số 5 này từ số 4 nó tới số 5. Ở đây thấy nào, 2, 3, 4 nó gộp lại thành một nhé. Ở đây ta sẽ có nè, thông qua này ta sẽ có là cái G2. Đó, thì ta từ 2, 3, 4 mà tới số 5 nó qua cái G2. Rồi từ 2, 3, 4 mà nó qua tới nút số 6 nó là H1. Từ số 6 mà nó qua số 7 nó là G3. Và cuối cùng từ số 7 mà nó tới ngõ ra đây nó chính là số 1. Và tương ứng từ số 7 này nó về số 4 nó là trừ H3, và số 5 mà nó về số 2 nó bằng là trừ H2, và cái vòng ở bên ngoài này nó là vòng trừ 1. Rồi đó, rồi các em hiểu được cái cách để mình xây dựng cái sơ đồ dòng tín hiệu từ cái sơ đồ khối chưa? Có vấn đề nào chưa? Vấn đề nào chưa rõ nói thầy biết.
Thầy, mình H1 là mình mặc định là về trừ 1 hay sao thầy? Hả? Chỗ nào em? Cái chỗ H1 quá thầy. À, ngay đó đó thầy. À, cái này là của dưới nha. Tách biệt nha em. Dạ, cái này là trên nha. Dạ. Rồi, còn có hỏi gì khác không? Thầy ơi, cái 2, 3, 4 là mình gộp chung hai cái... một cái nhánh với hai cái tròn tròn đúng không? Cái nào em? Cái 2, 3, 4 thầy vừa nói á. Tức là mình gộp chung đúng rồi. Hai bộ tổng với lại một cái nhánh đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Bởi vì ví dụ trường hợp mình đặt 2, 3, 4 cũng được tách ra, nhưng mà cái việc mà các cái trọng số ở các cái trọng số mà giữa 2, 3, 4 đó, nó có cái độ lợi của nó bằng 1 thôi, cho nên ta gom lại thành 1 được. Nha. À thầy ơi, độ lợi là gì thầy? À, đó là chính là hàm truyền nè. Đó chính là cái hàm truyền này. Đó. Dạ thầy ơi, cho em hỏi. Ừ. Dạ anh, mình gộp 2, 3, 4 vậy sao mình không gộp 5 với 6 rồi thầy? Nãy thầy có nói là cái đó không gộp được á, thì cái kia hình như nó là đoạn. À, cái trường hợp này, nếu mà trường hợp mà mình gộp 5 với 6 vào á, nó có thể là sẽ bị dính, nó bị dính như một cái vòng nè. Nó có thể bị dính, nó bị mất đi một cái trường hợp này, nó có thể nó bị, có thể bị thôi. Nó có thể bị một cái vòng bên trong này nó sẽ bị dính. Ở thì giờ mình thử tí nữa mình làm xong mình thử coi cái trường hợp đó là xem cái trường hợp nếu mà ta gom giữa cái thằng 5 và 6 này lại với nhau thì nó như thế nào nhé. Giờ ta làm cái này trước. Rồi bây giờ ta làm phần này trước, dựa sơ đồ này trước. Thì ở đây trên sơ đồ này người ta sẽ xác định ra được nó là có hai cái đường tiến. Đường tiến thứ nhất. Đường tiến thứ hai. Chưa? Đường tiến thứ nhất và đường tiến thứ hai. Thì tương ứng với đường tiến này người ta sẽ tìm ra các cái độ lợi của hệ thống. Rồi, sau đó người ta sẽ xác định coi hệ thống này có những cái vòng kín nào. Đó, có những vòng kín nào L1, L2, L3 và L4 và L5. Đó, nó sẽ có các cái vòng kín này. Đó. Rồi sau khi ta tìm ra được tất cả các vòng kín, rồi bước tiếp theo ta xác định cho thầy là cái delta này. Đó, ta xác định những cái delta này. Đó, nó sẽ cái delta này. Thì trường hợp này ta xem đây ha. Tại sao nó không có cái tích giữa hai vòng kín? Tại sao nó không có tích giữa hai vòng kín với nhau? Theo em tại sao nó không có tích giữa hai vòng kín? Tại vì nó liên quan với nhau. Nó không có bị dính. À, nó không bị tách rời nhau. Nó không bị tách rời nhau. Ở đây là tất cả các cái vòng kín nó bị dính nhau ở chỗ nào? Tất cả vòng kín nó đều bị dính nhau ở chỗ này đúng không? Các em thấy cái chỗ dính không? Dạ thấy rồi. Đó, tất cả các cái vòng kín này nó dính nhau ở chỗ này. À, nó dính nhau ở chỗ này. Đó. Thì cái trường hợp á, cái trường hợp mà tại giờ đó người ta thấy là lý do tại sao mà người ta thể ghép nó lại được với nhau. 2, 3, 4 nó ghép lại với nhau. Trường hợp 2, 3, 4 nó ghép lại với nhau là khi mà hai khối này nó cộng tính dòng tín hiệu đi nè.
tới lúc này cái dòng tín hiệu có thể tách ra được. Đó, thì đây có thể là một cái nút này. Nhưng mà trường hợp này nếu mà mình trong trường hợp này ha, đó, nếu mà cái ở đây nó có một cái trường hợp mà khối tổng này, cái khối tổng này mà nó dời về cái vị trí, nó dời vị trí sau cái nhánh này nè. Ha, khối tổng có một khối tổng này, khối tổng số 2 này, nó dời về sau vị trí số 4 này. Thì lúc đó là mình không làm được nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ta gom lại nó sẽ mất đi một cái vòng kín, nó là một cái vòng kín, đó là nó không liên quan ha, vòng kín nó bị độc lập hoàn toàn so với các cái vòng khác. À, các em có thể là lấy bút ra. Đó, các em có thể lấy bút ra rồi lấy bút ra xong trường hợp tí nữa sau khi mà kết thúc xong cái phần này các em phải lấy bút ra, tụi em dịch cái khối tổng ở khối số 2 ra sau khối số 4 thì chúng ta sẽ thấy. Ở trong cái quy tắc mà chúng ta thực hiện thì thường chúng ta chỉ có gom hai bộ tổng lại được, tách hai bộ tổng ra, ok, hoán đổi hai bộ tổng được. Nhưng mà trường hợp mà nhánh, cái nhánh thì mình không thể làm được nhé. Nhá em, nhánh thì chúng ta không thể làm được. Đó, nhánh chúng ta không thể làm được. Ví dụ nếu như bây giờ nằm giữa số 2 với số 3, nó là cái số 4 thì là mình phải không được. Đúng rồi. Được chưa? Nếu mà cái nhánh số 4 nó nằm ở giữa số 2 và số 3, lúc này mình không thể gom lại được. Ủa thầy, mình không gom thì mình có làm được không thầy? Hả? Không gom thì mình vẫn làm được. Nhưng mà gom lại để cho nó đơn giản hơn thôi. Nếu mà trường hợp là cái số 4 mà nó nằm ở phía trước nha, cái số 4 mà nó nằm ở phía trước 2, 3 thì không gom được. Chứ đó là các em đừng có gom nha. Quá trình làm các em đừng có gom nha. Ủa tại sao nằm trước 2, 3 thì không gom được thầy? Hả? Tại sao nằm số 4 nằm trước 2, 3 thì lại không gom được nữa? Trước 2, 3 nếu mà trường hợp mình gom á, mình gom nó lại nên mình sẽ bị mất đi một số cái vòng kín độc lập. Nha, mất đi cái vòng kín độc lập ở trong đó. Bởi vì khi mà gom lại thì cái nút nó đi qua, thì cái vòng kín là liên quan tới G2 và H2 nó sẽ bị mất nè. Nếu mà trường hợp mà cái số 4 này nằm ở phía trước cái số 2, thì khi em gom lại thì cái đường vòng kín này đáng lẽ là cái số 4 này nó sẽ đi qua một cái khối 1, độ lợi bằng một cái đường là bằng 1, rồi sau nó mới tới là cái số 2 này. Nếu mà các em gom hết tất cả một thành là 1 thì lúc này là các cái vòng kín của chúng ta nó không bị tách biệt. Bởi vì trong cái việc mà xác định delta, mình yêu cầu là mình phải cái tích mà của các cái vòng kín các em có phần không? Anh có nhớ cái phần mà tính delta không? Delta K các cái đường tiến liên quan tới đường tiến, hoặc là mình liên quan tới cái tích của hai cái vòng kín mà nó không có liên quan tới nhau. Thì nếu mà trường hợp mà các em mà vị trí số 4 nó ở trước cái vị trí số 2 và số 3, thì nếu mà chúng ta gộp lại nó sẽ bị mất đi một phần cái công thức tích giữa hai vòng kín không liên quan với nhau, có thể ha. Vậy thôi, trong quá trình các em làm, các em để riêng hết cho thầy nhé. Để riêng hết cho chắc nhé. Ở đây phần này thầy gom lại thôi. Bởi vì nó 2, 3, 4 trong cái trường hợp này có thể gom lại được. Đó, là có thể gom lại được. Nhưng mà những cái trường hợp mà như 4 nó nằm ở trước số 2, trước 4 nó nằm ở giữa 2, 3 thì hoàn toàn không gom lại được. Đó, giống như cái trường hợp này chúng ta không thể gom lại được. Đó, không gom lại được. Rồi, ví dụ. Số 4 đây đúng không? Được chưa?
Rồi thầy xóa này rồi, em thấy được chưa? Thì mình thấy là nếu mà số 4 nó nằm ở đây á, trường hợp mình gom lại thì sao? Trường hợp đó, trường hợp đây nè, cái số 4 mà nó nằm ở đây thì mình thấy là trong này nó sẽ có một cái vòng kín, đó là cái G2H1. Các em thấy được vòng kín ở trong không? Các em thấy được cái vòng kín ở bên trong này không? Các em thấy vòng kín không? G2 với H1 thấy không? Đây là số 1 nè, 1 G2 H1. Các bạn khác có ai không thấy được cái vòng kín không? Ai không thấy được giơ tay nha, mạnh dạn giơ tay lên. Ok, còn ai nó không thấy nữa? Vương không thấy đúng không Vương? Bạn nào thấy vừa giơ tay thì thầy chưa kịp mà nhìn. Đạt đúng không? Dạ. Đó thì ở đây ta sẽ có là gì đây? Nè, cái đường đường tiến nè, mình sẽ từ đây mình xác định được đường tiến đúng không? Mình đứng tới mình đưa vào cái nút này. Thì thầy phân tích cho chúng phần này đây nha. Thầy phân tích cái vòng này cho các em thôi. Thì ở đây nó sẽ có là một cái nút nó đi vào đây, một cái nút nữa này là 4, hai, ba, số 5. Mình thấy số 5 này sao? Thì số 5 này có đợi từ số 3 tới số 5 nó có đợi lợi gì em? À, Đạt. Từ số 3 tới số 5 nè. Đạt. Dạ. Từ số 3 đến số 5 độ lợi nó bằng bao nhiêu? Hả? Từ số 3 đến số 5 là độ lợi bao nhiêu? Bạn nào có thể nói thầy biết được không? Từ cái nút dạ, số 3 này tới nút 5. Hả? Dạ trừ G2H2. Không, từ nút số 3 này nè tới nút số 5 này là bằng nhiêu gì? Nó chính là bằng G2. G2 ha. Rồi tiếp tục mình thấy cái đường hồi tiếp này không? Thấy đường hồi tiếp này không? Dạ thấy. Số 5 nó về số mấy? Số 5 nó về số 2 này. Số 2. Rồi cái độ lợi này bằng bao nhiêu? Dạ trừ H2G2. No. Cái đường cái nút từ nút số 5 về thôi. Từ nút số 5 về nút số 2 độ lợi của nó là bằng là trừ H2. Trừ H2 thôi ha. Thì lúc này là cái độ lợi của cái vòng kín bên trong này nè thì nó mới là trừ G2H2. Em nắm được chưa? Đạt nè, có thấy được cái đường vòng kín không Đạt? Dạ thấy rồi thầy. Đó, thì trong cái trường hợp này mình không thể gom lại được. Ha. Trường hợp này, số 4 nè, nó sẽ vẽ nhánh này ra. Nó đi tới số 6. À, thì lúc này mình thấy nè, trong cái vẽ nhánh này nè, giả sử trường hợp này đường tiến thì mình thấy là trường hợp này lúc này là ta có cái đường vòng kín này nó không giao với cái đường tiến.
em thấy đường tiến từ cái số, nếu mà trường hợp đây là số 4 nè, nó qua số 6 này nó có giao với đường vòng kính này không? Có giao không? Dạ không. Có, có cắt qua nút nào? Nó không cắt đúng không? Đó. Dạ. Trường hợp mà nếu mà các em gom 4, 2 với 3 lại với nhau thì sao? Dạ, nó mất cái vòng kính G2 trừ G2H2. À, nó sẽ mất đi cái vòng kính độc lập trừ G2H2 đi. À, mất đi cái đường, cái vòng kính đó. Thì chính vì cái lý do đó là nó sẽ dẫn tới là cái kết quả mình tính nó sẽ bị sai. Thì ở đây các em tách ra cho thầy nhé, đừng có gộp 2, 3, 4 nữa, tách ra hết, và tách ra hết cho nó đơn giản. Thì cái 2, 3, 4 trong cái trường hợp mà cái hình cũ á, của chúng ta thì nó là có thể gom lại được. Thầy gom lại chắc là bước sau, giả sử là nếu mà trình bày mà dạy lớp khác thì thầy sẽ đó, thì thầy sẽ trình bày rõ ràng hơn ha. Đó. Rồi, các em có nắm được cái phần mà chuyển đổi từ sơ đồ khối này tới sơ đồ dòng tín hiệu chưa? Dạ chắc về nhà tìm hiểu lại chứ hơi bị lùng bùng. Hơi bị lùng bùng đúng không? Về nhà phải làm bài tập lại nha. Phải làm thêm bài tập thì chúng ta mới có thể, tức là xem hàm bài tập cũng như là coi lại những cái video mà thầy đã ghi hình lại rồi đó, thì các em xem lại. Để dựa vào đó là các em sẽ làm được thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có những cái đường tiến. Đó, xác định được đường tiến. Đi làm, các em làm từng bước một, trình bày từng bước, đừng có theo kiểu thầy đã đi bài file bài giảng của thầy á, là thầy đã đi cho các em là từng trình bày các em là từng bước, step step step, trong quá trình các em làm cứ step by step, step by step. À, chứ đừng có bảo như nãy lúc mà thầy xem các phần bài tập của các em làm á, các em làm thì em ghi ra kết quả cuối cùng thôi. Làm như vậy ok tốt đó, mình có thể, nhưng mà bởi vì tại sao ở bên bên châu Âu người ta có thể là khoa học người ta phát triển, bởi vì người ta làm những cái gì đó, người ta làm cũng đi theo cái quy chuẩn bước số 1, bước số 2, bước số 3, bước số 4, bước số 5. Và các em bên cơ điện tử học cái môn về thực tập cơ khí là các thầy có yêu cầu các em làm theo các step không, có quy trình không, có học thực tập chưa? Chưa thầy. Đó, mà chúng ta nếu mà ta làm theo bước từng, có cố gắng mà đi theo từng step nha, có thầy đã chỉ ra các em cái step rồi, phải follow theo các cái step đó, mặc dù nó có thể nhiều nhiều lúc người ta nghĩ là những cái bước này đơn giản quá ta bỏ qua ta làm, thì những cái người nào có thể bỏ qua, họ đã quá thấu hiểu về cái vấn đề rồi, bỏ qua được. Còn tụi em mà khi mới bắt đầu để tạo nó thành một cái thói quen á, mình cố gắng mà làm từ từ step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 là gì, và cuối cùng nó ra đó, lưu ý cái đó ha. Ví dụ bước tiếp theo mình xác định đường tiến đó, sau khi xác định đường tiến xong mình xác định các cái vòng kín đó, lần lượt xác định các cái vòng kín đó. Sau khi mà xác định được cái vòng kín xong mình mới bắt đầu là tìm các cái định thức, áp dụng công thức định thức. Thì ở trong cái công thức vòng kín này, vòng kín mình thấy nè, trong cái trường hợp công thức vòng kín này thì thấy tất cả các vòng kín này đều giao nhau hết. À, tất cả các vòng kín, ví dụ ở đây ta dễ dàng ta sẽ thấy là 1, 2, 3 là giao. Rồi ta sẽ có là 2, 4, 5 là giao. Đó, 2, 4, 5 là giao với nhau nha. 2, 4, 5 là giao với nhau. Ở đây trong cái trường hợp là giờ ta làm sao ta có thể biết được là 4 với 3 có giao nhau hay không? Đó, 4 với 3 có giao nhau hay không? À, 3 là gì? G1, G2, H1. 4 là gì? 4 là gì các em? Là G3. Đúng không? G3, H3, H1. Đó, thì nó giao nhau ở đâu? Nó giao nhau ở cái nút 2, 3, 4 nè.
Đó, cái nút bùng binh 234 này nó giao nhau ở đây. Đó, nó giao nhau ở đây nè. Ở đây là cái điểm giao nhau, do đó tất cả các vòng kín là 1 là 2 là 3 là 4 là 5 toàn bộ nó giao ở cái nút chỗ này. Chính vì vậy cái định thức của chúng ta nó không có các cái vòng kín, tích của các cái vòng kín không phụ thuộc. Thế này ta sẽ tính ra các cái định thức con. Ở đây ta có hai đường tiến, cho nên ta sẽ có hai cái định thức con. Lưu ý ha, có bao nhiêu đường tiến thì có bao nhiêu định thức con. Rồi sau đó ta áp dụng cái công thức Maxson để chúng ta tìm ra được cái hàm truyền tương đương của hệ thống là 1 chia delta nhân với P1 nhân với delta 1 cộng với P2 nhân với delta 2. Đó, lần lượt ta thế các cái P1 delta 1 và P2 delta 2 vào cũng như thế delta vào, thế này ta tìm ra hàm truyền của hệ thống. Đó, thì đó là cái ví dụ số 2. Thì ok, thì bây giờ cũng gần hết giờ rồi. Thì các em về nhà các em làm bài số, làm từ bài 1 tới bài 5. Thì trong cái bài số 5 á, trong cái bài số 5 mà rồi thầy cho làm á, cho các em về nhà các em làm á, nó có cái phần đó là ở đây mình sẽ đơn giản cái sơ đồ của khối của hệ thống đúng không, bằng phương pháp đại số đúng không. Thì bây giờ các em thêm cái phần số 6 nữa, áp dụng cái sơ đồ dòng tín hiệu để tìm ra cái hàm truyền của hình 3, hình 4 và hình 5 nữa. Rồi tuần sau nộp lại cho thầy xem nhé. Thầy ơi. Ừ. Cái kết quả của hai phương pháp này thì nó tương đương nhau đúng không thầy? Tương đương với nhau. Dạ. Đó, thì các em để dựa vào đó các em so sánh. Ha. Và muốn kiểm tra cái kết quả thì vào trong này nhé. Tìm cái hình nào mà nó tương đương với cái hình chúng ta có kết quả trong này. Đó, như này hình nè. Coi hình nào có cái giống của chúng ta là... Đây, hình này đây em. Hình số 4 nhé, anh thấy hình số 4 chưa? Hình số 4 với bài số 6. À, hình số 4 nè, với bài số 6 các em thấy sự giống nhau chưa? Thì các em check ở trong này để coi có đáp số nha. Ok, rõ rõ chưa? Dạ rõ. À, vậy thì về nhà các em làm lại cho thầy cái bài, thầy nó bài số 3 và thầy đã upload lên trên cho các em. Rồi tuần sau thì thầy sẽ dành khoảng nửa tiếng để chúng ta giải đáp tất cả các cái thắc mắc liên quan tới tức là phần chương 2, chúng ta sẽ còn thêm một cái phần đó là biểu diễn các cái hệ thống dưới dạng là cái phương trình trạng thái nữa ha, cũng như là chúng ta sẽ từ phương trình trạng thái chúng ta tìm thêm ra cái hàm truyền. Thì trong tuần tiếp theo thì thầy sẽ dành khoảng nửa tiếng để giải đáp tất cả các thắc mắc liên quan tới những phần đầu của chương 2. Cố gắng các em về nhà các em làm bài tập, thì làm bài tập chúng ta trao đổi trực tiếp ở trên, thì nhấn mạnh là chúng ta cố gắng chúng ta trao đổi trực tiếp ở trên group, trên group Zalo ha, hoặc là trên Classroom. Đó, trao đổi hoặc mạnh vô trên đó, có vấn đề gì thì có vấn đề đó thì có cần thầy sự trợ giúp của thầy để thầy giải đáp thì nhắn cho thầy biết, thầy sẽ đưa tài liệu cho các em để các em giải quyết vấn đề. Chúng ta làm việc, ta học môn này là làm việc theo kiểu đó nha. Có vấn đề gì, gặp khó khăn gì chúng ta cứ để lại cái comment, hay là để lại comment trực tiếp ở trên để lại comment trực tiếp ở trên Zalo hoặc là Classroom. Đó, thầy vô thầy nhìn nhớ, nếu làm như vậy thì nó mới chúng ta học nó mới có hiệu quả được. Và bây giờ chúng ta là trong cái giai đoạn này chúng ta không thể gặp trực tiếp thì bằng online, thì online nó cũng có một số cái nhược điểm, giống như vừa rồi thầy nhiều vấn đề thầy muốn trình bày, nếu mà trên lớp thầy trình bày bằng bảng phấn thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà gặp ở đây nó sẽ bị hạn chế một số cái vấn đề, giống như nãy thầy định sử dụng máy tính bảng thầy giúp như
hỗ trợ các em, nhưng mà do thì sự thao tác sử dụng máy tính bảng trong các cái môn khác nhiều quá, bây giờ nó bị hết pin, cái bút máy tính hết pin gì đó không thể trình bày cho các em được. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ có được một cái ưu điểm của cái việc mà học online này là anh ta việc tương tác, thì các em trong quá trình các em làm, các em có thể ví dụ trên sợ trên Zalo mà nó bị trôi các cái thông tin đi, thì các em đăng các cái kết quả, các câu hỏi trực tiếp ở trên Classroom. Thì khi em đăng các cái vấn đề đó trên Classroom rồi thì thầy hoặc là các bạn, các em, những em nào biết cách giải quyết, thầy khuyến khích các em là nên chia sẻ cho các bạn trong cái giai đoạn này. À, chia sẻ các bạn trong giai đoạn làm bài tập này, cứ chia sẻ thì cái việc mà học thì các em cố gắng làm ta thay đổi cái cách là chúng ta học là theo kiểu nước tới chân mới nhảy, cố gắng thay đổi đi ha. Làm sao chúng ta là cứ mỗi tuần đó thầy sẽ cho ra bài tập các em làm một ít gì đó, thì các em sẽ nắm vấn đề, cái gì không hiểu đặt câu hỏi ngay ha. Thật ra là thầy là học về lĩnh vực điều khiển, cũng làm nghiên cứu điều khiển một thời gian cũng khá là dài. Thầy vào trường học, bắt đầu học đại học vào năm 2005 rồi đó, mà học chuyên ngành về điều khiển tự động đó, và hiện tại bây giờ là cái công trình nghiên cứu của khoa học của thầy khá là nhiều ha. Đó, thầy cũng muốn chia các em có thể là học chia sẻ những kiến thức về điều khiển cho các em, thì cái vấn đề bây giờ là các em muốn hấp thụ hay không thôi. Trường hợp mà các em trước tiên bắt buộc các em phải hấp thụ rồi, hấp thụ để qua cái môn này ha, bắt buộc phải qua môn này thông qua các bài kiểm tra đó. Ngoài ra nhưng mà ta có thể là hấp thụ ra những kiến thức tóm tắt lại, ta hiểu được cái hệ thống điều khiển là như thế nào, sau đó là vận dụng cho cái tương lai của các em. Còn cái việc mà nếu mà thầy mà dạy cho các em chủ yếu là để cho các em làm bài tập rồi qua được cái môn này, thì nó cũng nó không phải giải thích quá kỹ cho các em như thế này đó. Với những gì mà thầy dạy nó có hy vọng là các em về nhà làm bài tập thì chúng ta trao đổi lên, cố gắng năng động trao đổi lên. Còn cái việc mà nếu ta giỏi quá, ta làm một mình chúng ta không trao đổi á, một người giỏi nhưng mà không thể nào mà bằng khi mà nguyên nhóm khoảng 10 người hoặc 5-6 người đó hợp lại cùng giải quyết vấn đề, nó rất là nhanh. Bởi vì cái triết lý làm việc như thế này nhá, một người á thì ví dụ một người học về môn điều khiển này bỏ ra 1 tiếng, 10 người thì mỗi người bỏ ra 1 tiếng, nhưng mà 10 người đó mà cùng thảo luận với nhau trong vòng 1 tiếng thì không, cái bài cái kết quả nó mang lại không phải là 2 tiếng mà cái kết quả nó mang lại nó là 11 tiếng. 11 tiếng tức là 10 người mỗi người 1 tiếng rồi, sau khi mình bỏ ra 1 tiếng là ngồi lại 10 người đó ngồi lại với nhau, thì cái tác dụng của cái việc học nhóm nó sẽ là như vậy. Chứ còn cái việc học nhóm mà lên nhỏ, tức là lên gặp nhau chúng ta mới làm, thì nó là hoàn toàn là khác ha. Nó không, cái hiệu quả nó không có cao. Còn hiện để có thể học nhóm cao á, các em về nhà các em làm, rồi sau đó các em có vấn đề đặt ra cùng nhau cùng làm. Ở lớp đây hiện tại bây giờ chúng ta có hơn 40 người, thì có hơn 40 người này chúng ta bỏ ra mỗi tuần chúng ta bỏ ra khoảng nửa tiếng hoặc 1 tiếng ta làm, rồi sau đó ta trao đổi ở trên kia nữa, thì thầy gom hết tất cả mọi người lại, thì cái khối lượng thời gian các em làm trong cái phần điều khiển này nó sẽ rất là nhiều ha. Đặc biệt là giả sử như đó, những câu hỏi vừa rồi các một số bạn đặt ra nó khá là dễ, khá là đơn giản, thì những bạn nào biết ta có thể là xem ta trả lời mạnh dạn lên. Chúng ta là các em là sinh năm 2000 ta, các em là sinh năm 2000 hay là 99? 2001. Đó thì các em mà sinh ra trong cái giai đoạn mà ta gọi hay bây giờ người ta đang gọi là thế hệ Z, sinh ra là có internet rồi ha. Đó, mình phải biết là cách mình tận dụng cái điều kiện của internet để mình học hành, cố gắng lên. Và như là thật ra kiến thức là nó có sẵn ở trên mạng rồi, YouTube nó có sẵn hết rồi. Đó, các cái bài giảng của các cái trường nổi tiếng trên thế giới, MIT hay là nó hoàn toàn nó có hết sẵn rồi ha. Còn cái việc là các em là có chịu đào sâu để nó làm thôi, có hay không thôi. Mà thầy hy vọng trong cái môn này các em tăng cường tương tác, làm bài tập. Hy vọng là trong cái tuần sau là tất cả mọi các em ở trong lớp này đều nộp bài tập và làm đầy đủ hết từ 1 đến 6 nhé. Đó, từ 1 đến 6 luôn. Còn vấn đề khúc mắc thì nửa giờ đầu tiên trong cái tuần tiếp theo thầy sẽ giải đáp cho các em. Rồi, còn có hỏi là các thầy không? Dạ, nếu có thắc mắc gì tụi em sẽ nói sau trong lúc làm. Ừ, đó, cố gắng đặt câu hỏi trên group Zalo và các group. Bạn
nhiều. Okay, chào các em nhé. Dạ, chào thầy. À, có bạn nào chưa điểm danh không? Dạ em. Dạ có thầy. Rồi, ở đây thì có là Nhất Long có chưa? Dạ có em. Rồi Ngọc Quyền. Ngọc Quyền có không? Trần Tuấn Huy thế ơi. Hả? Trần Tuấn Huy thế ơi. À, Trần Tuấn Huy. Rồi còn ai nữa? Ai chưa? Thầy chưa điểm danh. Rồi hôm nay Ngọc Quyền vắng nè. À, Cao Trung có không? Rồi bữa sau là những bạn nào vào trễ cố gắng ra phải nha, cố gắng nói cho thầy biết nha. Chúng ta có quy định là chúng ta vắng tối đa là 20% giờ lên lớp đó nhé. Rồi ok, chào các em. Cô hai bữa trước. Hai, có gì em? Sao chung? Hai tuần trước tụi em không học có tính không thầy? Bạn nào những bạn nào? Em Vương Đạn thầy. À Vương Đạn hả? Ok thì em cứ coi các em tới thì thầy sẽ tính bắt đầu từ lúc mà các em vào tham gia nhé. Dạ dạ. Tại thấy sắp xếp tụi em học dễ quá. Ừ, thì cố gắng coi các cái bài số 1, bài số 2 thì upload lên. Rồi làm cho nó, cả lớp, tất cả các thành viên cũng vậy. Tất cả các em ở trong lớp. Cố gắng làm cái bài số 1, số 2 nhé. Em ở bên mấy lớp khác cũng bị trễ thầy, kiểu như là bị lỡ đăng ký tuần đầu cho đăng ký lại xong là không có link rồi, không có gì hết. À vậy hả? Ok ok. Đăng ký đợt đầu thì có, nhưng mà sau đó là một số lớp bị hủy á. Rồi những cái sau đó là mình đăng ký lại, họ cho đăng ký lại, thế lúc đăng ký lại xong là link rồi mấy cái khác là đi hết, không có. À, rồi rồi. Cố gắng làm các cái phần, ví dụ bạn nào mà hiện tại em bị vắng á thì có thể là tuần đầu 2-3 tuần đầu thầy sẽ chăm trước ha. Nhưng mà từ về sau chúng ta phải cố gắng tham gia đầy đủ. Còn trường hợp là ai vắng thì nhớ phải báo cho thầy biết là lý do tại sao vắng. Thầy đánh phép trong đó. Rồi, thôi chào các em. Cho thầy. Mày nói cấp 6.